Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 184. Diệp Huyên gật đầu, đáng sợ chứ? Mục Thần nghiêm nghị hỏi, phụ thân ngươi là cường giả hóa tự tại à? Diệp Huyên cười đáp, ta cũng không biết. Mục Thần lại hỏi, ngươi sẽ còn quay lại chứ? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi mỉm cười trả lời, sau này khi quay lại, ta chắc chắn sẽ tới đây thăm cô. Mục Thần nhẹ gật đầu, được. Nói rồi nàng xòe lòng bàn tay ra, một lệnh bài xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, đây là... Mục Thần bảo, người có tấm lệnh bài này là đệ tử chân truyền của ta, tuy chúng ta không phải sư đồ thật sự, nhưng cũng có danh sư đồ, phải không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nhận lấy lệnh bài, Mục cô nương, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn quay người ngự kiếm rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Mục Thần nhìn vào nơi sâu trong tinh không, không biết đang nghĩ gì. Cuối tinh không phía xa, Diệp Huyên đang ngự kiếm chợt quay đầu nhìn lại, ở nơi không xa có một bóng người đang vụt tới. Diệp Huyên ngẩn người. Người đó là Mắt Thần. Mắt Thần bay tới trước mặt Diệp Huyên, nói nhanh, Diệp Huynh, chờ ta với. Diệp Huyên cười hỏi, người tới tiễn ta à? Mắt Thần vội lắc đầu, không, ta tới để đi cùng Huynh. Diệp Huyên hơi sửng sốt, đi cùng ta. Mắt Thần gật đầu, ta muốn đi theo Huynh một thời gian. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Mắt Thần do dự rồi mới trả lời, thì là muốn đi cùng đại ca thôi. Diệp Huyên cười, đi cùng ta có thể sẽ bị đánh đấy. Mắt Thần nghiêm nghị đáp, không sợ. Diệp Huyên suy tư vài giây, vậy chúng ta cùng nhau đi va chạm. Mắt Thần gật đầu, mời đại ca. Diệp Huyên. Ở bên kia, vận mệnh chi tử nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Hư Sung xuất hiện bên cạnh vận mệnh chi tử, ông ta cười bảo, con không đi va chạm cùng họ à. Thật ra ông ta cũng mong vận mệnh chi tử đi theo Diệp Huyên, dù sao Mắt Thần đi theo Diệp Huyên cũng có được lợi ích của hóa tự tại. Vận mệnh chi tử khẽ nói, sư tôn muốn con cũng giống như Mắt Thần, đi theo làm cái đuôi của người khác sao. Hư Sung khẽ thở dài, con biết ta không có ý này mà. Vận mệnh chi tử chậm chậm nhắm mắt, con sẽ không kém hơn họ đâu, chúng ta cùng chờ xem đi. Nói xong y quay lưng bỏ đi. Hư Sung ở tại chỗ thấp giọng thở dài rồi cũng bước đi. Ở nơi sâu thẳm của tinh không, Diệp Huyên nhìn Mắt Thần bên cạnh, người lĩnh ngộ hết truyền thừa đó rồi à? Mắt Thần gật đầu, về cơ bản đã lĩnh ngộ được hết rồi. Diệp Huyên cười hỏi, cảm thấy thế nào? Mắt Thần trầm giọng trả lời, hóa tự tại, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyên hơi tò mò, mạnh đến mức nào? Mắt Thần ngẫm nghĩ rồi đáp, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyên. Mắt Thần nhìn Diệp Huyên, cười bảo, Diệp Huynh, ta đã tới đạo minh cảnh rồi. Đạo minh. Diệp Huyên giật mình, quan sát Mắt Thần, nhưng lại thấy Mắt Thần vẫn đang ở niệm thông cảnh. Mắt Thần lại nói, ta che giấu cảnh giới. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nhanh như vậy mà ngươi đã đạt đến đạo minh cảnh rồi. Mắt Thần gật đầu, nhưng bây giờ ta đang gặp bình cảnh, muốn đạt tới hóa tự tại có rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, ví dụ như cần có lượng lớn linh khí hỗ trợ. Tiếc là tinh mạch duy nhất trong vũ trụ này của chúng ta đã bị người nghịch hành kia lấy đi mất rồi. Diệp Huyên nói, mục tiêu của ngươi bây giờ là tìm tinh mạch phải không? Mắt Thần gật đầu, nhưng rất khó, vì tinh mạch thì chỉ những thế lực hàng đầu mới có, ta muốn có được là điều quá khó. Nói xong y nhìn Diệp Huyên. Mí mắt Diệp Huyên nhảy lên, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu có tinh mạch. Mắt Thần do dự rồi hỏi, đại ca, hay là chúng ta đi cướp một cái đi? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ngươi muốn bị đánh hội đồng à? Mắt Thần ngẫm nghĩ, ừ nhì, hầy, thật đau đầu. Diệp Huyên bảo, cách tốt nhất là ngươi gia nhập vào một thế lực siêu cấp, sau đó để họ đào tạo ngươi, giúp ngươi đạt đến hóa tự tại. Ta tin nếu ngươi có thể đạt tới hóa tự tại thì chắc chắn rất nhiều thế lực đều sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Mắt Thần gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói rồi y nhìn về phía xa, Diệp Huynh, chúng ta tới Vĩnh Dạ à? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Mắt Thần ngạc nhiên hỏi lại, không biết.
Diệp Huyên cười, đi đến đâu tính đến đó. Mắt thần. Trong tinh không, hai người tăng tốc độ lên đến cực hạn. Nửa tháng sau, Diệp Huyên và mắt thần đều hơi đau đầu, vì nửa tháng qua họ đã đi qua mấy chục tinh vực, nhưng những tinh vực này đều không có sự sống, càng không có nền văn minh. Ở một nơi nào đó trong tinh không yên ắng, mắt thần nhìn xung quanh rồi cất tiếng, Diệp Huynh, không phải chúng ta lạc đường rồi đấy chứ. Diệp Huyên nhìn quanh, gật đầu, ta thấy cũng có khả năng này. Mắt thần. Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên xuất hiện một vài hơi thở mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, ban đầu hai người sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được thấy người sống. Lúc này, thời không trước mặt hai người đột nhiên bị xé rách, tiếp đó ba người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Cả ba đều là niệm thông cảnh. Người đàn ông áo đen đi đầu quan sát Diệp Huyên và mắt thần, hai vị là. Diệp Huyên chắp tay, chúng ta bị lạc, xin hỏi các hạ đây là đâu? Bị lạc. Người đàn ông áo đen khẽ cau mày, hai người từ đâu tới? Diệp Huyên đáp, Đại Ma Thiên Vực. Người áo đen lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười hỏi, thế nơi này là đâu? Người đàn ông áo đen đáp, đây là Bạch Chú Giới. Bạch Chú Giới. Diệp Huyên khẽ cau mày, có liên quan đến Vĩnh Dạ Giới không? Nghe vậy, người áo đen nheo mắt, một luồng thần thức khóa chặt Diệp Huyên, người biết Vĩnh Dạ. Đầy ý thù địch. Mắt thần ở bên cạnh đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã cười đáp, chỉ nghe thôi, chưa tới bao giờ. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta thật sự đến từ Đại Ma Thiên Vực. Người đàn ông áo đen im lặng một lát rồi bảo, các ngươi tiếp tục đi về phía trước sẽ tới Bạch Chú Giới, nhưng ta không khuyên các ngươi tới đó, vì lai lịch của các ngươi không rõ, Bạch Chú Giới sẽ không cho các ngươi vào đâu. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Người áo đen nhìn hắn, không nói thêm nữa, dẫn mấy người phía sau quay người rời đi. Mắt thần nhìn Diệp Huyên, có chuyện gì thế nhỉ? Diệp Huyên khẽ đáp, Bạch Chú Giới và Vĩnh Dạ Giới hẳn là đối đầu với nhau. Mắt thần trầm giọng hỏi, vậy chúng ta có tới nữa không? Diệp Huyên cười, đi chứ. Mắt thần chần chừ, chẳng phải vừa nãy người đó nói. Diệp Huyên bảo, chúng ta có thể lẻn vào mà. Hắn nói xong thì đưa mắt thần biến mất tại chỗ. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên và mắt thần đi vào một tinh vực không rõ. Khi vào tinh vực này, Diệp Huyên và mắt thần đều hơi ngạc nhiên. Ở cuối tầm mắt của hai người có một tia sáng vô cùng chói lòa. Ánh sáng đó chiếu rọi vào nơi sâu thẳm của tinh không. Mắt thần nhìn tia sáng đó, đây là... Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Lúc này, vài luồng thần thức quét về phía hai người, Diệp Huyên che giấu cùng mắt thần, hai luồng thần thức ấy quét qua vị trí của họ rồi nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, sau đó biến mất cùng mắt thần. Khoảng 1 canh giờ sau, hai người tới trước một cổ thành, Diệp Huyên nhìn phía trên cổng thành. Ở đó có 3 chữ lớn, Bạch Chú Giới. Bạch Chú. Sau khi Diệp Huyên đưa mắt thần vào thành, hai người phát hiện trong thành rất phồn hoa, không chỉ vậy, trong thành còn có rất nhiều người tu luyện mạnh, tuy không có nhiều niệm thông cảnh nhưng cũng không ít. Thi thoảng sẽ thấy một vị cường giả niệm thông cảnh. Đương nhiên, đạo minh cảnh không có lấy một người. Mắt thần nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, bây giờ chúng ta làm gì? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi trả lời, làm rõ tình hình Bạch Chú Giới này trước đã. Mắt thần hỏi, bằng cách nào? Diệp Huyên nhìn y, người nói chuyện đừng mang nghĩa khác được không? Mắt thần khẽ nhíu mày, câu này có vấn đề gì à? Diệp Huyên. Diệp Huyên không để ý đến mắt thần nữa, thần thức quét qua tứ phía, sau đó hắn giật mình. Có một luồng khí quen thuộc. Là ai? Diệp Huyên dẫn mắt thần biến mất tại chỗ, không lâu sau hai người tới một quảng trường rộng lớn, lúc này quảng trường rộng rãi đã chật cứng người. Diệp Huyên nhìn về phía trước, thấy một người quen thuộc trên thạch đài không xa. Thiên Yếm. Diệp Huyên không ngờ mình lại gặp Thiên Yếm ở đây. Sao người phụ nữ này lại tới Bạch Chú Giới? Lúc này, Thiên Yếm như cảm nhận được điều gì, nàng ta nhìn về đám người phía xa, khi nhìn thấy Diệp Huyên. Nàng ta hơi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng ta cũng không ngờ lại gặp Diệp Huyên ở đây.
Thiên Yếm do dự một hồi rồi đứng dậy, ngay sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sao ngươi lại ở đây? Diệp Huyên cười đáp, đi dạo rồi tới nơi này thôi. Thiên Yếm nhíu mày, đi dạo loanh quanh thôi. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi có biết nơi này là đâu không? Diệp Huyên trả lời, Bạch Chú Giới. Thiên Yếm gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Thiên Yếm liếc nhìn xung quanh, tới nơi khác nhé. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn cũng thật sự muốn tìm hiểu về Bạch Chú Giới này. Ba người đang định đi thì lúc này một người đàn ông chợt xuất hiện bên cạnh Thiên Yếm, gã ta nhìn Diệp Huyên và mắt thần, cười hỏi Thiên Yếm, hai vị này là ai vậy? Thiên Yếm quay lại nhìn người đàn ông, sau đó vung lên một cái tát. Chát! Người đàn ông còn chưa phản ứng lại đã bị tát bay. Diệp Huyên và mắt thần đều ngẩn ra. Thiên Yếm lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bị tát bay, Thiên Yếm. Ta và ngươi rất quen thân à. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên. Người đàn ông ở đằng xa nhìn Thiên Yếm với vẻ độc ác, không biết đang nghĩ gì. Bên kia, Diệp Huyên do dự giây lát rồi hỏi, Thiên Yếm, hắn là ai? Thiên Yếm khẽ đáp, con trai của một trưởng lão trong Bạch Chú Thành, thấy gái là nổi ý đồ xấu, giống như ngươi vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên vội nói, Thiên Yếm, cô đừng nói linh tinh, sao lại giống ta được? Mẹ kiếp, Diệp Huyên ta. Thiên Yếm ngắt lời Diệp Huyên, ý ta là hắn cũng là con ông cháu cha như ngươi. Diệp Huyên. Một lúc sau, Thiên Yếm đưa hai người đến một tửu lâu. Nàng ta nâng bát rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó nhìn Diệp Huyên, ngươi lại định gây họa ở Bạch Chú Giới đấy à? Mặt Diệp Huyên đen xì, cô nói gì thế hả? Thiên Yếm nhàn nhạt hỏi, thế ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi hỏi, Thiên Yếm, Bạch Chú Giới này là nơi như thế nào? Thiên Yếm trầm mặc vài giây rồi bắt đầu giải thích cho Diệp Huyên. Thật ra tên vũ trụ này là vũ trụ thiên cực. Ở vũ trụ này có hai thế lực siêu cấp, một là Vĩnh Dạ Thành, một là Bạch Chú Thành. Hai thế lực siêu cấp này vẫn luôn thù địch với nhau, ân oán sâu đậm không thể hình dung, dù sao hai bên hễ gặp mặt là kiểu gì cũng sẽ đánh nhau. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô gia nhập Bạch Chú rồi à? Thiên Yếm gật đầu, ta phải tìm kiếm chút tài nguyên tu luyện, cũng chính là tinh mạch. Diệp Huyên nghiêm nghị nói tiếp, bây giờ, cô đang ở cảnh giới nào? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì hắn không nhìn thấu được cảnh giới của Thiên Yếm. Thiên Yếm nhẹ giọng đáp, đạo minh. Mẹ kiếp. Diệp Huyên nhảy dựng lên, cô đã tới đạo minh rồi. Đùa gì đấy? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ở trong lòng ngươi, ta rất vô dụng à. Diệp Huyên cười ngược, đương nhiên không phải. Chỉ là, tốc độ của cô quá nhanh thôi. Khi chúng ta tách ra, cô mới chỉ ở trong vòng. Thiên Yếm lại bưng bát rượu lên uống, chẳng phải ngươi cũng trưởng thành rất nhanh đó sao? Diệp Huyên nghiêm giọng hỏi, cô gia nhập Bạch Chú Giới là vì tinh mạch. Thiên Yếm gật đầu, đúng. Diệp Huyên vội hỏi, đã có được chưa? Thiên Yếm lắc đầu, rất khó. Diệp Huyên cau mày, cô yêu nghiệt thế này mà Bạch Chú Thành không dốc toàn lực đào tạo cô à? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ngươi biết Bạch Chú Thành có bao nhiêu đạo minh cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm giơ một ngón tay lên, hơn 100 người. Hơn 100 người này đều muốn có tinh mạch, nhưng hiện giờ cả Bạch Chú Thành chỉ còn lại 9 tinh mạch, một đạo minh cảnh muốn đạt đến hóa tự tại đã cần ít nhất linh khí của một tinh mạch, thậm chí có người còn cần tới 2 tinh mạch, và lại còn chưa chắc đã thành công hoàn toàn. Nói rồi nàng ta khẽ lắc đầu, dưới tình huống này, muốn có được tinh mạch, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Mắt thần ở bên cạnh không khỏi hỏi, khắc nghiệt như thế nào? Thiên Yếm đáp, điều kiện thứ nhất là phải giết được 10 cường giả đạo minh cảnh của Vĩnh Dạ. Điều kiện thứ hai phải là người đứng đầu thần bảng, cũng chính là cuộc thi của hơn 100 đạo minh cảnh, người đứng đầu mới có cơ hội có được tinh mạch. Điều kiện thứ ba là phải thề bằng thần hồn và ý thức, cả đời mãi mãi trung thành với Bạch Chú Giới, nếu vi phạm, thần hồn sẽ bị hủy diệt. Nghe vậy, vẻ mặt mắt thần chợt trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên nhẹ giọng cất lời, đúng là hơi khó khăn thật. Thiên Yếm hời hợt nói, đâu chỉ khó khăn,
nó thực sự khiến người ta tuyệt vọng, nhưng không còn cách nào khác. Thật ra còn một kiểu có thể có được tinh mạch. Diệp Huyên hơi tò mò, kiểu nào? Thiên Yếm nói, yêu nghiệt siêu cấp thật sự, kiểu yêu nghiệt siêu cấp mà cả Bạch Chú Thành đều phải chấn động. Bạch Chú Thành sẽ mở cửa sau cho kiểu yêu nghiệt này. Diệp Huyên nghiêm giọng, theo như ta biết, lúc trước Ngự Thiên Thần dựa vào bản thân mình để thu thập tinh mạch, vì sao các cô lại không được? Thiên Yếm thấp giọng bảo, ta cũng biết đôi điều về Ngự Thiên Thần mà ngươi nói, ở đây cũng có một vài truyền thuyết về ông ta. Nhưng rốt cuộc ông ta ngưng tụ tinh mạch bằng cách nào thì người khác hoàn toàn không biết, hơn nữa còn có một số người nói tinh mạch đó không phải do ông ta tự ngưng tụ, bản thân ông ta cũng chỉ do nhặt được lợi thôi. Đương nhiên rốt cuộc là gì thì ta không biết. Diệp Huyên nhìn mắt thần lắc đầu, trong truyền thừa của sư tôn không có ghi chép liên quan đến tinh mạch. Diệp Huyên im lặng, hắn không ngờ tinh mạch lại khó kiếm đến thế. Lúc này, Thiên Yếm chợt nhìn về phía Diệp Huyên, Kháo Sơn Vương, vua dựa dẫm có thể mượn ngươi tinh mạch được không? Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, ta lấy đâu ra tinh mạch? Đến cọng lông ta còn chẳng có. Thiên Yếm nói, ngươi có thể tìm phụ thân ngươi xin. Chắc chắn phụ thân ngươi có. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, chẳng biết bây giờ phụ thân ta đang ở nơi nào nữa kìa. Nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày. Diệp Huyên cười, đừng có ý đồ với ta, ta cũng dựa vào bản thân thôi. Thiên Yếm bĩu môi, không nói gì. Diệp Huyên nhìn mắt thần bên cạnh, xem ra con đường tới hóa tự tại của ngươi hơi khó rồi đây. Mắt thần im lặng một lúc rồi chợt nói, đại ca, ta đã đi theo huynh rồi, huynh nghĩ cách đi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ta nghĩ cái đầu ngươi ấy. Ngươi coi ta là vạn năng à? Mắt thần chỉnh trọng đáp, dù sao ta cũng sẽ đi theo huynh. Diệp Huyên. Lúc này Thiên Yếm chợt nói, nếu muốn gia nhập Bạch Chú thì phải suy nghĩ kỹ, một khi gia nhập Bạch Chú sẽ dính vào mối ân oán giữa Bạch Chú Thành và Vĩnh Dạ Thành, khi đó cho dù các ngươi không giết người của Vĩnh Dạ Thành thì người của Vĩnh Dạ Thành cũng sẽ giết các ngươi. Các ngươi phải tự suy nghĩ kỹ. Diệp Huyên quay đầu nhìn mắt thần, ngươi nghĩ thế nào? Mắt thần do dự, huynh thì sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không cần tinh mạch, vì mục tiêu của ta không phải hóa tự tại. Mắt thần hơi khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười nói, ta có con đường đi riêng của mình. Mắt thần lưỡng lự giây lát, vậy ta chỉ có thể lựa chọn gia nhập Bạch Chú Thành thôi. Diệp Huyên hạ giọng, người phải suy nghĩ thật kỹ. Mắt thần cười khổ, không còn lựa chọn nào nữa rồi, đúng không? Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, nàng ta khẽ nói. Hắn là đạo minh cảnh, muốn gia nhập Bạch Chú Thành không khó, nhưng để có được tinh mạch thì rất khó. Diệp Huyên bảo, cứ gia nhập trước đã. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ngươi thì sao? Ngươi có hứng thú với Bạch Chú Thành không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm gật đầu, không nói thêm nữa. Lúc này mắt thần ở bên chợt lên tiếng, Diệp Huynh, sao huynh không gia nhập Bạch Chú Thành cùng chúng ta? Bây giờ gia nhập, phấn đấu sớm một chút. Biết đâu sau này lại có được tinh mạch. Thiên Yếm nhìn mắt thần, người không thân với tên Kháo Sơn Vương này đúng không? Mắt thần không hiểu, sao cô nương lại hỏi như vậy? Thiên Yếm khẽ lắc đầu, người cần phấn đấu là ngươi chứ không phải hắn. Không tin, người có thể hỏi hắn, hắn đã bao giờ lo lắng về chuyện tài nguyên tu luyện chưa? Mắt thần nhìn Diệp Huyên sờ chóp mũi, hình như chưa từng. Tuy trên con đường tu luyện hắn gặp nhiều gập ghềnh trắc trở, nhưng đúng là hắn chưa từng phải lo lắng về tài nguyên tu luyện, cũng chẳng phải lo lắng về thần thông võ kỹ gì đó. Mắt thần. Đúng lúc này, một người đàn ông đi lên tử lâu, chính là gã bị Thiên Yếm đánh lúc trước. Nhìn thấy gã đàn ông, Thiên Yếm khẽ cau mày. Bên cạnh gã ta còn có một ông già. Ông già chậm rãi đi đến chỗ ba người phía Diệp Huyên rồi nhìn Thiên Yếm. Xin hỏi Thiên Yếm cô nương, con trai ta đắc tội cô nương ở điểm nào mà cô nương lại sỉ nhục nó ngay trước mặt bao nhiêu người như thế? Thiên Yếm nâng bát rượu lên nhấp một ngụm, sau đó mới trả lời, ông hỏi con trai ông xem, có phải ta đã nói với hắn ngay từ đầu rằng đừng tới làm phiền ta rồi không? Ông lão nhìn Thiên Yếm, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, con trai ta muốn làm bạn với Thiên Yếm cô nương thì có gì sai? Thiên Yếm nhìn ông ta, ông nói không sai. Nhưng ta không muốn làm bạn với hắn, còn hắn thì năm lần bảy lượt tới làm phiền ta. Ta rất khó chịu, hiểu không?
Ông lão nhìn Thiên Yếm chằm chằm. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào ông lão, nếu ông không phục thì chúng ta đấu đơn, lên sinh tử giới, đánh không tới chết thì không dừng lại, chỉ cần ông gật đầu thì bây giờ chúng ta sẽ đi luôn. Đến khi lên tới sinh tử giới, lão tử sẽ đánh chết ông trước rồi đánh chết con trai ông. Nghe vậy, đôi mắt ông lão hơi nheo lại, Thiên Yếm cô nương tự tin vậy sao? Thiên Yếm đang định lên tiếng thì con trai ông lão đó chợt nói, cô không cho ta gọi cô là Thiên Yếm, vậy sao hắn có thể gọi cô là Thiên Yếm? Khi nói, gã chỉ tay vào Diệp Huyên. Diệp Huyên! Thiên Yếm nhìn gã ta, phụ thân hắn lợi hại hơn phụ thân ngươi, hiểu chứ? Diệp Huyên! Nghe thấy lời này của Thiên Yếm, gã đàn ông hơi sững người, sau đó nói một cách man dợ cô sỉ nhục ta. Thiên Yếm khinh thường nhìn gã, rồi lại nhìn ông lão trước mặt có đánh không? Nói xong nàng ta từ từ nắm chặt bàn tay trái, đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng còn tùy thuộc vào ông lão này, bởi nơi đây không được phép đánh nhau. Tuy tính tình nàng ta cáu kỉnh nhưng không có nghĩa nàng ta không có não. Nghe Thiên Yếm hỏi vậy, sắc mặt ông lão hơi khó coi. Đánh. Nói thật thì ông ta không tự tin. Tuy Thiên Yếm vào Bạch Chú Thành chưa lâu nhưng danh tiếng của nàng ta trong thành không nhỏ, bởi vì vừa mới tới nàng ta đã khiêu chiến với cường giả thần bảng, hơn nữa còn đánh thắng. Bây giờ Thiên Yếm đang đứng thứ 16 trên thần bảng. Thứ hạng này rất cao. Gã đàn ông bên cạnh còn muốn nói gì đó, Thiên Yếm chợt quay đầu lại, giây tiếp theo một tay nàng ta đã bóp chặt cổ họng gã. Sắc mặt ông lão thay đổi lớn, Thiên Yếm, cô làm gì hả? Trong mắt Thiên Yếm thoáng qua vẻ dữ tợn, làm gì? Lão già, con trai ông 5 lần 7 lượt quấy rối ta, ông không quản thúc hắn còn đưa hắn tới đây nói lý với ta. Mẹ kiếp, nếu ông đã không dạy dỗ được con trai mình tử tế thì ta giết giúp ông rồi ông đi sinh đứa khác. Dứt lời, nàng ta bóp mạnh tay phải. Bùm! Gã đàn ông hóa thành hư vô. Gã ta bị bóp chết tươi ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, chết tiệt, tính tình cô gái này vẫn gắt gỏng như vậy. Thấy con trai mình bị bóp chết, sắc mặt ông lão thoáng chốc trở nên dữ tợn. Ông ta đang định ra tay thì lúc này một người thanh niên mặc áo bào trắng xuất hiện, y cười gọi, Việt trưởng lão. Ông lão liếc nhìn thanh niên áo trắng, cau mày, trong mắt hiện lên vẻ dè chừng. Người thanh niên cười nói, Việt trưởng lão, nếu muốn đánh thì mời ông và Thiên Yếm cô nương tới sinh tử giới, đây không phải nơi để đánh nhau. Ông lão tức giận quát, người không thấy là nàng ra tay trước à? Người thanh niên cười đáp. Nếu ông có thể giết Thiên Yếm cô nương ngay thì không thành vấn đề, dù sao giết trong một giây thì cũng không gây tổn thất gì cả. Nghe vậy, sắc mặt ông lão trở nên khó coi, ông ta lạnh lùng nhìn Thiên Yếm, cô chờ đó. Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi. Người thanh niên nhìn Thiên Yếm cô nương, lần sau đừng ra tay ở đây nữa, cảm ơn. Nói xong y rời đi. Thiên Yếm ngồi uống, tiếp tục uống rượu. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, ông lão vừa nãy là ai thế? Thiên Yếm hờ hững giọng, một trưởng lão của Bạch Chú Thành, có chút quyền uy nhưng thực lực chẳng ra sao. Diệp Huyên trầm giọng, cô làm vậy, liệu ông ta có gây khó dễ cho cô không? Vẻ mặt Thiên Yếm bình tĩnh, nếu ông ta dám thì ta sẽ đánh chết ông ta. Diệp Huyên. Thiên Yếm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, vua dựa dẫm, ta biết ngươi thích giấu nghề. Thích giả heo ăn thịt hổ, đương nhiên cũng không có gì sai. Nhưng ở nơi này tốt nhất ngươi hãy thẳng tay một chút. Luật rừng ở đây rõ ràng lắm, nếu ngươi không mạnh mẽ thì sẽ có rất nhiều người bắt nạt ngươi. Nói xong nàng ta bưng bát rượu trước mặt lên uống cạn, đi đây. Uống xong nàng ta đứng dậy bước đi, nhưng đi được 2 bước lại dừng, quay đầu nhìn mắt thần, chẳng phải ngươi muốn gia nhập Bạch Chú Thành à? Còn không đi. Mắt thần nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Mắt thần đứng dậy đi cùng Thiên Yếm. Sau khi 2 người đi, Diệp Huyên bưng bát rượu trên bàn lên uống cạn, khi hắn đang định đi thì thanh niên áo trắng lúc trước lại đi tới. Diệp Huyên nhìn thanh niên áo trắng, các hạ là. Thanh niên áo trắng khẽ cười, Mộ Trần, chủ của tử lâu này. Diệp Huyên cười hỏi lại, có chuyện gì sao? Mộ Trần ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, xòe tay ra. Một chai rượu xuất hiện trên bàn, y rót cho Diệp Huyên, nếm thử đi.
Diệp Huyên không khách sáo, bưng lên nếm thử, vừa vào bụng, một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng bộc phát trong cơ thể, nhưng nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Diệp Huyên ngạc nhiên, đây là... Mộ Trần cười nhẹ, rượu vạn năm, cả Bạch Chú Thành chỉ có 2 vò. Diệp Huyên cười bảo, các hạ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Mộ Trần lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn kết bạn làm quen với các hạ thôi. Diệp Huyên nhìn Mộ Trần, không lên tiếng. Mộ Trần đột nhiên xòe lòng bàn tay, 2 tấm mộc bài xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Một đen một trắng. Mộ Trần nói, đây là lệnh bài thân phận, một cái của Bạch Chú Thành, một cái của Vĩnh Dạ Thành, các hạ có thể tự do ra vào Bạch Chú Thành và Vĩnh Dạ Thành. Không chỉ vậy, 2 thân phận này đều có thể cho các hạ một số thuận tiện ở một mức độ nhất định. Diệp Huyên cười, các hạ làm vậy, ta không hiểu lắm. Mộ Trần nói, công tử không phải người bình thường, ta muốn giữ mối quan hệ tốt, chỉ vậy thôi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, ta muốn hỏi thăm chuyện này. Mộ Trần gật đầu, công tử cứ nói. Diệp Huyên hỏi, người yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ của Bạch Chú Thành này là ai? Mộ Trần nhìn Diệp Huyên rồi đáp, Thiên Trần. Diệp Huyên cười hỏi lại, có thể kể cho ta nghe không? Mộ Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi, huynh có biết thần bảng không? Diệp Huyên gật đầu, vừa nãy Thiên Yếm cô nương có nói rồi. Sao, hắn là người đứng đầu thần bảng à? Mộ Trần cười, không phải. Diệp Huyên cau mày, vậy là... Mộ Trần nói khẽ, hắn không phải người đứng đầu thần bảng. Nhưng hắn đã đánh bại người đứng đầu thần bảng. Còn hắn, từ niệm thông cảnh lên đến hóa tự tại chỉ dùng chưa đầy 1 năm. Hóa tự tại. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, đã hóa tự tại rồi à? Mộ Trần gật đầu, hắn và người nghịch hành của Vĩnh Dạ Thành là thiên tài yêu nghiệt nhất thời đại này. Có người từng điều tra, cho dù Vĩnh Dạ Thành hay Bạch Chú Thành thì trình độ của 2 yêu nghiệt này đều là trước nay chưa từng có. Mà bây giờ... Người nghịch hành của Vĩnh Dạ Thành đã quay về, 2 yêu nghiệt này sớm muộn gì cũng sẽ quyết chiến, thậm chí là Bạch Chú Thành và Vĩnh Dạ Thành sẽ cùng quyết chiến. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn lại uống thêm 1 bát rượu nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhưng khi đi, hắn lại nhìn sang bên phải. Mộ Trần cũng không giữ lại. Sau khi Diệp Huyên đi... Một cô gái đi tới ngồi trước mặt Mộ Trần, hắn phát hiện ra muội rồi. Mộ Trần cười nhẹ, điều này có gì bất ngờ. Cô gái nhìn Mộ Trần, ca, sao huynh lại kết bạn với hắn? Mộ Trần khẽ cười nhìn cô gái, nha đầu, muội thấy hắn thế nào? Cô gái chần chừ, lắc đầu, hắn chỉ là người phá vòng thôi, không nhìn ra điều gì hơn người. Nhưng Mộ Trần lại nhẹ nhàng nói, chỗ nào trên người hắn cũng đều hơn người. Cô gái khó hiểu nhìn Mộ Trần cười giải thích, điểm thứ nhất, chắc muội cũng biết tính của Thiên Yếm cô nương, nàng chẳng bao giờ có thái độ tốt với ai, nhưng lại có thái độ rất khác với vị huynh đài này, không đến mức tôn trọng, nhưng ít nhất cũng khách sáo. Điểm thứ hai, khi Việt trưởng lão tới kiếm chuyện với Thiên Yếm cô nương, hắn ở bên cạnh nhìn nhưng chẳng hề dè chừng hay sợ hãi, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hắn không hề đặt Việt trưởng lão vào mắt. Nói rồi y bưng bát rượu trước mặt lên nhấp 1 ngụm, nói tiếp, điểm thứ 3, muội nhìn thấy thiếu niên bên cạnh hắn không? Thiếu niên đó là đạo minh cảnh, và hiển nhiên là tới từ nơi khác, người từ nơi khác tới chắc chắn là tồn tại yêu nghiệt hàng đầu, nhưng người ấy lại rất tôn trọng vị huynh đài này, sự tôn trọng ấy không phải giả vờ. Yêu nghiệt hàng đầu này sẽ chỉ tôn trọng người yêu nghiệt hơn mình. Điểm thứ 4, khi ta nói muốn kết bạn với hắn, hắn không hề thấy bất ngờ hay có điều gì khác thường, vì sao? Vì hắn thấy, đây là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, vẻ mặt y dần trở nên nặng nề, điểm cuối cùng, hắn hỏi ta về người yêu nghiệt nhất của Bạch Chú Thành, người bình thường sẽ không hỏi câu thế này, chỉ có một kiểu người hỏi thôi, đó chính là tồn tại yêu nghiệt hàng đầu, bởi họ chỉ có hứng với người cùng cấp, giống như Thiên Trần chỉ có hứng thú với người nghịch hành vậy. Hơn nữa, khi ta nói người nghịch hành và Thiên Trần, muội nhìn thấy vẻ mặt hắn không? Vẻ mặt hắn không chỉ rất bình tĩnh mà còn mang theo ý cười, nụ cười ấy mang theo sự thích thú, cũng có nghĩa là hắn có hứng thú với Thiên Trần. Nghe vậy, sắc mặt cô gái cũng dần trở nên nghiêm trang. Mộ Trần cười nói, đây là thiên tài hàng đầu đến từ thế giới khác. Cô gái trầm giọng ca, thiên tài thế giới khác sao có thể chống lại Thiên Trần và người nghịch hành được?
Mộ Trần lắc đầu, nhà đầu, vũ trụ lớn nhường nào? Bạch Chú Thành và Vĩnh Dạ Thành lớn nhường nào? Đừng nói chúng ta, cho dù Thiên Trần và người nghịch hành cũng không dám nói mình là người yêu nghiệt nhất toàn vũ trụ này. Cô gái im lặng một lúc rồi hỏi, vậy sao ca không kéo hắn đến Bạch Chú Thành của chúng ta? Mộ Trần nhẹ nhàng đáp, cứ thế lôi kéo người là một hành động ngu ngốc. Mộ Cần, muội bảo người trong thành cho Thiên Yếm cô nương và thiếu niên vừa gia nhập Bạch Chú Thành chúng ta một vài lợi ích đi. Cô gái gật đầu, muội hiểu rồi. Nói xong nàng đứng lên, rời đi. Mộ Trần nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Sau khi rời khỏi Tửu Lâu đó, Diệp Huyên rời khỏi Bạch Chú Thành, nhưng chưa đi được bao lâu hắn đã nhíu mày. Lúc này, không gian trước mặt hắn khẽ rung chuyển, ngay sau đó, một ông lão xuất hiện. Ông lão này chính là Việt trưởng lão đã xuất hiện trong Tửu Lâu lúc trước. Diệp Huyên nhìn Việt trưởng lão, cười hỏi, các hạ, có phải ông tìm nhầm người rồi không? Việt trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn, không nhầm, ta tìm ngươi đấy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ông tìm ta làm gì? Việt trưởng lão lạnh giọng quát, chẳng phải ngươi và Thiên Yếm là đồng bọn sao? Diệp Huyên giật mình, sau đó nở nụ cười, Thiên Yếm giết con trai ông thì ông nên đi tìm nàng chứ, chuyện này không liên quan đến ta, ông tới tìm ta là có lý gì? Việt trưởng lão nhìn Diệp Huyên đăm đăm, vì ngươi khá yếu. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, giây tiếp theo, ngón cái tay trái của hắn khẽ ngoắc. Phập. Việt trưởng lão còn chưa phản ứng lại thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa hai chân mày của ông ta. Việt trưởng lão nhìn Diệp Huyên ở phía xa với vẻ không thể tin được ngươi. Diệp Huyên khẽ cười, các người tưởng ta là cóc nhái hả? Giờ phút này, Việt trưởng lão hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ mình lại bị thiếu niên trước mặt giết chết chỉ trong một giây. Thiếu niên này mới chỉ ở phá khuyên cảnh thôi. Cảnh giới này trong mắt ông ta chỉ như một con kiến. Mà bây giờ ông ta đã bị giết chết trong giây lát. Diệp Huyên không nói lời thừa thãi với Việt trưởng lão, kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thụ thần hồn của đối phương. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, im lặng không nói. Vừa nãy hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên, sở dĩ dùng kiếm Thanh Huyên là để giết ông ta bằng một nhát, nhưng hắn phát hiện hoàn toàn không cần thiết. Tuy đối phương là đạo minh cảnh nhưng thực lực rất yếu, cho dù không dùng kiếm Thanh Huyên thì hẳn là hắn cũng có thể giết chết đối phương trong một giây. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân thực lực bản thân thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là ông lão này quá khinh thường hắn. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không coi trọng hắn. Dưới tình huống này, lại thêm hắn ở gần đối phương, vì thế hắn đã dùng một nhát kiếm để kết liễu đối thủ. Diệp Huyên đang chuẩn bị đi thì đúng lúc này, một uy áp vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn khẽ cau mày, giây tiếp theo, một ông lão xuất hiện trước mặt hắn. Người của Bạch Chú Thành. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Đôi mắt của ông lão hơi nheo lại, vậy tại sao ngươi lại giết người của Bạch Chú Thành ta? Diệp Huyên cười đáp, là ông ta tới đây để giết ta, sau đó bị ta giết ngược lại. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không lên tiếng, nhưng trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện. Người đó chính là Mộ Trần. Mộ Trần nhìn Diệp Huyên, cười khổ, Diệp công tử, không ngờ lại gặp nhau nhanh như thế. Diệp Huyên xòe hai tay, ta rất vô tội, Việt trưởng lão này có mâu thuẫn với Thiên Yếm cô nương nên dẫn lây sang ta, vừa nãy ta đã nói với ông ta rồi, chuyện của ông ta và Thiên Yếm cô nương không liên quan đến ta, nhưng ông ta không nghe. Không chỉ không nghe mà còn định đánh ta, sau đó ta buộc phải giết ngược lại ông ta. Bị buộc phải giết ngược lại. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Trần giật giật. Ông lão ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt vô cùng khó coi. Mộ Trần đột nhiên nói, các trưởng lão, ông về đi. Ông lão do dự, nhị công tử, chuyện này. Mộ Trần nói, để ta xử lý. Ông lão chần chừ vài giây, đang định đi thì lúc này lại có một người đàn ông khác xuất hiện, người đàn ông này có diện mạo khá giống Mộ Trần. Ông lão hành lễ với người đàn ông ấy, đại công tử. Người này chính là con trai cả của thành chủ Bạch Chú Thành Mộ Kiên. Người đàn ông khẽ cười, nhị đệ, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được đâu.
Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Huyên, người này giết trưởng lão của Bạch Chú Thành, ta nghi ngờ hắn là người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Trần khẽ cau mày, là Việt trưởng lão gây chuyện với hắn trước. Mộ Kiền cười hỏi, nhị đệ, đệ có phải người của Bạch Chú Thành không? Mộ Trần im lặng một lát rồi quay người nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, huynh đi đi. Mộ Kiền nheo mắt, sao, nhị đệ muốn cấu kết với người của Vĩnh Dạ Thành à? Mộ Trần không lên tiếng. Y không giải thích, vì y biết, đối mặt với tên ngốc thì chẳng thể giải thích rõ ràng được. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt cười giải thích, ta không phải người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Kiền nhìn Diệp Huyên, người nói không phải là không phải à? Diệp Huyên khẽ cười, là ông ta tới tìm ta gây sự trước. Mộ Kiền nhìn hắn chằm chằm, vậy là ngươi giết ông ta luôn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Mộ Kiền hơi híp mắt, ngươi rất ngông cuồng. Diệp Huyên cười, ông ta muốn giết ta không thể không đánh trả được, đúng không? Mộ Kiền cười hỏi lại, ngươi nói ông ta muốn giết ngươi, thế ngươi có bằng chứng không? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi định không nói lý lẽ à? Khóe miệng Mộ Kiền cong lên vẻ khinh thường, lý lẽ. Ở thế giới này, ai mạnh hơn thì người đó có lý. Ngón tay cái của Diệp Huyên chợt ngoắc nhẹ. Phụt. Mộ Kiền còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cắt phăng, dòng máu bắn ra từ cổ hắn ta như vòi phun nước. Nhìn thấy cảnh này, con người của Mộ Trần hơi co lại, y biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Phải biết rằng đại ca của y cũng là đạo minh cảnh đó. Mà một đạo minh cảnh cứ thế bị giết như vậy. Sắc mặt ông lão bên cạnh thay đổi rất lớn, ông ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Diệp Huyên nhìn Mộ Kiền chỉ còn lại linh hồn, cười khẽ ta nói lý lẽ là nhân từ với ngươi, không phải sợ ngươi, hiểu không? Mộ Kiền chỉ còn là linh hồn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, phụ thân ta là thành chủ của Bạch Chú Thành, là cường giả hóa tự tại. Diệp Huyên khẽ cau mày, bình thường ta hận nhất là loại con ông cháu cha như ngươi đấy, ngày nào cũng chỉ biết dựa vào cha mẹ. Ngươi có thể học theo ta không? Ngươi nhìn ta đi, ta không dựa vào phụ thân, ta dựa vào muội muội. Tiểu Tháp. Mộ Kiền nhìn Diệp Huyên, các hạ, ta tin đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng Diệp Huyên lắc đầu, muộn rồi. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên chợt bay vào trong linh hồn của Mộ Kiền, trong phút chốc, Mộ Kiền đã bị hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở về tay hắn xoay người rời đi. Ngay tại lúc này, trong Bạch Chú Thành xa xôi, vô số hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bốc lên bầu trời. Còn Diệp Huyên thì trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia và Mộ Trần đều ngẩn người. Chạy rồi à? Lúc này, mấy chục cường giả xuất hiện, đi đầu là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn về cuối chân trời xa, người của Vĩnh Dạ Thành. Mộ Trần lắc đầu, thấp giọng thở dài, người này không phải người của Vĩnh Dạ Thành. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày, im lặng giây lát rồi ra lệnh đuổi theo. Lời nói vừa dứt, ông ta lập tức dẫn một đám cường giả đuổi theo. Lúc này, Mắt Thần và Thiên Yếm cũng có mặt. Thiên Yếm nhìn về phía xa, sau đó nhìn Mộ Trần, các ngươi đang đuổi giết Kháo Sơn Vương đó à? Mộ Trần hơi nhíu mày, Kháo Sơn Vương. Thiên Yếm đáp, chính là Diệp Huyên kia. Mộ Trần trần trừ rồi hỏi, Thiên Yếm cô nương, rốt cuộc Diệp công tử này có lai lịch thế nào? Thiên Yếm nhìn Mộ Trần, ta hỏi ngươi, có phải các ngươi đang đuổi giết hắn không? Mộ Trần gật đầu, vừa nãy hắn đã giết Việt trưởng lão kia và đại ca ta, hầy. Thiên Yếm lắc đầu, ngu ngốc. Nói xong nàng ta xòe tay, một chiếc lệnh bài xuất hiện, chính là lệnh bài thân phận của Bạch Chú Thành. Thiên Yếm cong ngón tay. Lệnh bài ấy bay tới trước mặt Mộ Trần. Mộ Trần khó hiểu, Thiên Yếm cô nương, cô. Thiên Yếm hờ hững nói, bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là người của Bạch Chú Thành nữa. Mộ Trần ngỡ ngàng, Thiên Yếm cô nương, cô. Thiên Yếm không nói thêm lời thừa thãi, quay người bỏ đi. Lúc này, Mộ Trần vội vàng chắn trước mặt Thiên Yếm, y hỏi nàng ta, Thiên Yếm cô nương, vì sao vậy? Thiên Yếm nhìn Mộ Trần, vì sao? Vì các ngươi đang tự tìm cái chết. Mộ Trần trầm giọng hỏi lại, cô nói vậy là có ý gì? Thiên Yếm nói tiếp,
tên ngu ngốc Việt trưởng lão kia sẽ hại chết các ngươi. Cả ngươi nữa, nếu tầm ảnh hưởng của ngươi đủ lớn thì ta khuyên ngươi tốt nhất hãy dùng sức ảnh hưởng của mình, bảo người của Bạch Chú Thành đừng đuổi giết hắn nữa, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Không đúng, là Bạch Chú Thành của các ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong nàng ta biến mất. Mắt thần ở bên cạnh lưỡng lự đôi chút rồi cũng trả mộc bài lại cho Mộ Trần, sau đó y cũng biến mất ở cuối chân trời. Mộ Trần đứng ở đó yên lặng một lúc rồi hạ lệnh, cha. Điều tra lai lịch người này cho ta. Nói xong y quay người bỏ đi. Không lâu sau, Mộ Trần tới một lầu các trong thành, y hành lễ với hướng lầu các đó, ra ra. Không có phản hồi gì từ lầu các. Mộ Trần lại gọi, ra ra. Một lúc lâu sau, một giọng nói mới vang lên từ bên trong, nói. Mộ Trần trầm giọng thưa lại. Trong lầu các lại một lúc sau mới có tiếng trả lời, không có hứng thú. Mộ Trần cười khổ, ra ra, chuyện này có thể sẽ liên quan đến sự tồn vong của Bạch Chú Thành chúng ta đấy. Giọng nói trong lầu các vang lên, con lo lắng nhiều quá, cũng thận trọng nhiều quá rồi, đối phương giết liên tiếp hai người của Bạch Chú Thành ta, còn giết cả đại ca con, hành động này của đối phương hoàn toàn là coi thường Bạch Chú Thành ta, cho dù hắn không phải người của Vĩnh Dạ Thành thì cũng đáng chết, nếu không những người khác trong thành sẽ coi chúng ta là gì. Mộ Trần im lặng. Giọng nói ấy lại tiếp tục, hơn nữa, nếu không giết người này, để hắn gia nhập Vĩnh Dạ thì chẳng phải Bạch Chú Thành ta sẽ lại có thêm một kẻ thù mạnh sao? Chuyện đã đến nước này, nếu đã đắc tội thì phải đuổi tận giết tuyệt chứ không phải cầu hòa, vả lại, còn cầu hòa thì hắn sẽ gia nhập Bạch Chú Thành sao? Không đời nào, hắn và Bạch Chú Thành đã có khoảng cách, con hiểu không? Mộ Trần không nói gì. Giọng nói ấy lại vang lên, đi xuống đi. Mộ Trần hơi cúi đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Y đi tới trước bậc thang đá, nhìn chân trời xa xắm mà lòng hơi bất an. Cho dù là thái độ của Diệp Huyên hay thái độ của Thiên Yếm thì đều khiến y cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Thế lực bình thường có thể đào tạo ra thiên tài đáng sợ như Diệp Huyên được sao? Hiển nhiên là không thể. Cũng có nghĩa là, có thể phía sau Diệp Huyên có một thế lực siêu cấp vô cùng đáng sợ. Thế lực này là một nhân tố chưa xác định. Mộ Trần nhìn bầu trời xa xăm với ánh mắt cực kỳ lo lắng. Nhưng lúc này y đã không thể thay đổi được gì, vì như Gia Gia nói, chuyện đã đến nước này, đôi bên đã không còn chỗ để hòa hoãn nữa. Ở một nơi khác, Diệp Huyên ngự kiếm đi về phía trước, hắn tăng nhanh tốc độ đến cực hạn, phía sau hắn là một đám cường giả đạo minh cảnh mạnh mẽ. Hắn không sợ đạo minh cảnh, nhưng sợ bị đánh hội đồng. Hơn nữa lúc trước hắn còn ở ngay trước cổng thành Bạch Chú, nếu đánh nhau thì nơi đó không có lợi với hắn. Không lâu sau, Diệp Huyên ngự kiếm bay vào tinh không rộng lớn. Hắn nhìn xung quanh, giây tiếp theo, hắn bay thẳng về Vĩnh Dạ giới. Phía sau, người đàn ông trung niên đi đầu nhìn chằm chằm phương xa, hắn muốn đến Vĩnh Dạ giới, ngăn hắn lại. Dứt lời, ông ta tăng tốc độ của mình đến cực hạn, tốc độ của nhóm cường giả phía sau ông ta cũng tăng vọt. Cuối bầu trời sau phía xa, đột nhiên một ông lão áo bảo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta hơi híp mắt, ngươi là kẻ nào? Diệp Huyên vội vàng nói, Bạch Chú giới tấn công tới rồi. Mau, gọi người ra xử bọn chúng đi. Ông lão áo bảo đen. Bạch Chú Thành tấn công rồi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão áo đen thoáng sửng sốt, một khắc sau, ông ta nhìn về phía sau lưng Diệp Huyên, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Sau đó, ông ta xoay người biến mất. Diệp Huyên ngạc nhiên. Đây là bỏ chạy à? Lúc này, ông lão áo đen kia lại xuất hiện trước mặt hắn, sau lưng ông ta còn có hơn 100 người. Những người này đều là đạo minh cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, Vĩnh Dạ Thành này mạnh thật đấy. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể triệu tập nhiều cường giả như thế rồi. Lúc này, mấy người của Bạch Chú Thành dừng lại. Khi nhìn thấy những cường giả Vĩnh Dạ Thành sau lưng Diệp Huyên, người đàn ông trung niên dẫn đầu người của Bạch Chú Thành trầm giọng nói, người đúng là người của Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên cười đáp, đúng như ông nghĩ đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn ông lão áo đen bên cạnh hắn, chữ tu, các người đúng là thủ đoạn. Dứt lời, gã ta xoay người dẫn mọi người rời đi. Diệp Huyên chạy đến Vĩnh Dạ Thành, bọn họ cũng đành chịu.
cũng không thể thẳng thừng tấn công Vĩnh Dạ Thành luôn được. Mà lúc này, Diệp Huyên ở phía xa chợt ra tay. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, một thanh phi kiếm chém tới. Người đàn ông trung niên trợn mắt, gã ta xoay người, sau đó đánh tới một quyền. Ầm! Kiếm quang nổ tung, người đàn ông trung niên bị chiêu kiếm này chém lùi lại mấy vạn trượng, chỉ vừa mới dừng lại, thân thể gã ta đã lập tức vỡ tan. Thấy thế, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên hô to, giết chết bọn họ. Dứt lời, hắn lập tức xông lên. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm chữ tu đều sửng sốt. Phải đánh nhau à? Sau đó, mấy người nhóm chữ tu lập tức xông lên mà không chút do dự, mà Diệp Huyên cũng không lao thẳng về phía trước, hắn chỉ xông lên như thế, sau đó lùi vào trong mấy người nhóm chữ tu. Đại chiến nổ ra. Không thể không nói, trận chiến này diễn ra khá bất ngờ, mọi người đều không chuẩn bị trước, chỉ đâm đầu vào thôi. Đương nhiên hai bên cũng đều muốn đánh nhau. Lúc này có thể nói là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt. Diệp Huyên cũng không bỏ chạy, hắn âm thầm đặt kiếm, sau đó nhẹ nhàng chỉ ngón cái, mỗi lần chỉ đều sẽ khiến một cường giả của Bạch Chú Thành bị bay đầu. Không bao lâu sau, xung quanh đã có khoảng 7 cường giả đạo minh cảnh bị giết chết. Phía xa, người đàn ông trung niên dẫn đầu phát hiện ra điều này, sắc mặt lập tức thay đổi, rút lui. Rút lui. Rút lui. Những cường giả của Bạch Chú Thành vừa đánh vừa lui, vì bọn họ cũng phát hiện ra sức mạnh của Diệp Huyên. Bọn họ hoàn toàn không thể đỡ được phi kiếm của hắn. Còn cường giả của Vĩnh Dạ Thành thì càng đánh càng hưng phấn, vì bọn họ đã hoàn toàn áp đảo cường giả Bạch Chú Thành. Diệp Huyên chợt hô to, đừng để bọn họ chạy thoát. Nói xong, hắn lại chém ra một chuôi phi kiếm. Vụt! Phía xa, có một cường giả đạo minh cảnh không kịp tránh né, bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên xuyên thủng chân mày, thần hồn của hắn thoáng chốc bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Lần này hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên là vì hắn muốn giết người, hơn nữa những người này cũng rất có lợi cho kiếm Thanh Huyên, đương nhiên không thể bỏ qua được. Phía xa, người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nhìn người đàn ông đang nói chuyện, gã ta thay đổi sắc mặt, đang định rời đi thì có một thanh phi kiếm bay tới. Người đàn ông trung niên thầm thấy hoảng sợ, gã ta siết chặt tay phải, sau đó đấm mạnh về phía trước. Tuy chỉ là linh hồn, nhưng lực lượng trong cú đấm này gã ta vẫn vô cùng đáng sợ, lực lượng mạnh mẽ xuất hiện từ trong nắm đấm, chẳng mấy chốc, thời không trước mặt gã ta trở nên sôi trào. Tiếc là gã ta gặp phải Diệp Huyên, hơn nữa còn là Diệp Huyên sử dụng kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên chém tới, lực lượng mạnh mẽ của người đàn ông lập tức bị chém tan. Oanh! Vô số lực lượng thoáng chốc tan thành mây khói, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên đâm thẳng vào giữa chân mày của người đàn ông trung niên. Ầm! Người đàn ông còn chưa kịp nói lời nào đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Kiếm Thanh Huyên bay về tay hắn, hắn nhìn về phía xa, đang định tiếp tục ra tay thì một cảm giác áp lực rất đáng sợ chợt tấn công từ chân trời phía xa. Diệp Huyên híp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một khắc sau, chân trời lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục xa xỉ xuất hiện. Cường giả hóa tự tại. Người đến chính là Mộ Hư Thành chủ đương nhiệm của Bạch Chú Thành. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, lặng lẽ lùi sang một bên. Sau khi Mộ Hư xuất hiện, cường giả của Vĩnh Dạ Thành cũng đồng loạt dừng tay, dù bọn họ muốn giết người của Bạch Chú Thành, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc, biết rõ bản thân không thể chống lại cường giả hóa tự tại. Lúc này, bầu trời trên đầu mấy người nhóm chữ tu chợt nứt ra, sau đó, một người đàn ông mặc áo bào đen bước ra. Cũng là cường giả hóa tự tại. Mà người này chính là thành chủ Hàn Giang của Vĩnh Dạ Thành. Thành chủ hai bên đều đã xuất hiện. Phía xa, sắc mặt Mộ Hư cực kỳ nặng nề, vì từ nãy đến giờ, bên phía Bạch Chú Thành đã tổn thất 18 cường giả đạo minh cảnh. Còn bên Vĩnh Dạ Thành thì chưa chết một ai cả. Không mạng đổi 18 mạng. Đúng là lỗ nặng. Mộ Hư nhìn Diệp Huyên đang trốn sau lưng đám người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Diệp Huyên nhìn Mộ Hư, khẽ mỉm cười, xin lỗi, khi nãy giết người đến nghiện, nên không có nương tay, khiến các ông tổn thất không ít cường giả. Ta cảm thấy rất áy náy vì chuyện này. Nói xong,
hắn còn hơi thi lễ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mấy cường giả của Bạch Chú Thành thoáng chốc trở nên dữ tợn. Giết người còn trà đạp tinh thần. Mộ Hư nhẹ nhàng nâng tay phải, vung tay về phía Diệp Huyên từ xa, hành động này khiến thời không nơi Diệp Huyên đang đứng vặn vẹo thành một vòng xoáy kỳ lạ. Trong vòng xoáy, Diệp Huyên cảm thấy như có muôn vàn lực lượng đang lôi kéo hắn. Cũng may lúc đầu hắn đã lập tức sử dụng khí thế và kiếm thế của bản thân, nếu không vào khoảnh khắc đối phương ra tay, e rằng hắn đã bị đánh tan nát rồi. Nhưng dù thế, khí thế và kiếm thế của hắn cũng đang dần biến mất. Diệp Huyên nhíu mày, lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, thành chủ Hàn Giang của Vĩnh Dạ Thành chợt vung tay áo, trong nháy mắt, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức trở lại bình thường. Mộ Hư nhìn về phía Hàn Giang, Hàn Giang, hình như hắn không phải người của Vĩnh Dạ Thành ông. Hàn Giang cười to, thế thì sao? Ta chỉ biết là hắn vừa giết người của Bạch Chú Thành, chỉ cần là kẻ thù của Bạch Chú Thành thì chính là bạn của Vĩnh Dạ Thành. Ông chưa từng nghe câu kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Ha ha! Mộ Hư híp mắt, trong mắt có sát khí lạnh lẽo lóe lên. Hàn Giang cười nói, Mộ Hư, có ta ở đây, ông đừng hòng nghĩ đến chuyện giết chết tiểu hữu này. Nếu ông muốn tấn công chúng ta thì có thể làm ngay bây giờ, nhưng ông phải biết là bên phía chúng ta có tiểu hữu này, cậu ấy là người có thể giết chết một vị đạo minh cảnh chỉ với hai kiếm đấy. Diệp Huyên bên dưới chợt cười nói, xin sửa lại một chút, là mỗi kiếm một người. Hàn Giang thoáng sửng sốt, sau đó cười to, phải, là mỗi kiếm một người. Ta nhìn lầm rồi, ha ha. Sắc mặt Mộ Hư ở đối diện Hàn Giang cực kỳ khó coi. Đánh hay là không? Đương nhiên là không thể đánh rồi. Diệp Huyên liên thủ với Vĩnh Dạ Thành, bên phía bọn họ đang rơi vào thế yếu. Mộ Hư nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, Bạch Chú Thành ta có thủ oán gì với ngươi? Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ ông không biết à? Mộ Hư híp mắt, biết cái gì? Diệp Huyên cười nói, bảo Mộ Trần công tử kia nói cho ông biết ấy. Mộ Trần. Mộ Hư thoáng chần chừ, sau đó ông ta quay đầu, Mộ Trần xuất hiện. Mộ Trần nhìn Diệp Huyên với nét mặt phức tạp, y cũng không giấu giếm mà kể ra hết ngọn nguồn sự việc. Sau khi biết rõ mọi chuyện, sắc mặt Mộ Hư lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mộ Kiền. Ông ta không ngờ chuyện này là do con trai cả của ông ta gây ra, Việt trưởng lão kia nữa, mâu thuẫn giữa tông môn, nếu ông có thủ oán gì thì có thể đi tìm Thiên Yếm mà. Đi tìm Diệp Huyên này làm gì? Còn cả con trai của Việt trưởng lão nữa. Thứ rác rưởi gì thế này? Thật ra, lúc này ông ta cũng hơi tức giận. Diệp Huyên này vốn đâu phải kẻ thù của Bạch Chú Thành. Mà bây giờ, Bạch Chú Thành lại biến hắn thành kẻ thù. Hơn nữa còn vì một Việt trưởng lão ngu xuẩn, như thế không đáng giá cho lắm. Đương nhiên lúc này đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Dù Bạch Chú Thành chịu giảng hòa, Diệp Huyên cũng sẽ không đổi ý. Bây giờ nếu Diệp Huyên đổi ý, sau đó Vĩnh Dạ Thành không nhúng tay vào nữa, không phải Diệp Huyên sẽ gặp nạn sao? Mộ Hư nhìn Diệp Huyên, không ngờ trong thiên địa này lại có một thiên tài hàng đầu như thế. Dứt lời, ông ta nhìn Hàn Giang, chúng mừng. Hàn Giang cười to, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Đối với Vĩnh Dạ Thành, đây thật sự là một niềm vui bất ngờ, bọn họ đã được chứng kiến thực lực đáng sợ của Diệp Huyên, một thiên tài như thể lại bị Bạch Chú Thành đẩy đến Vĩnh Dạ Thành. Nghĩ vậy, Hàn Giang không khỏi cười to. Mộ Hư nhìn Hàn Giang, cười nói, nếu có thể cười tới cuối cùng thì tốt. Hàn Giang đáp, vậy chúng ta cùng nhau xem thử, ai là người có thể cười đến cuối cùng đây? Mộ Hư cười nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó xoay người rời đi. Các cường giả khác của Bạch Chú Thành cũng đồng loạt rời đi. Sau khi mấy người nhóm Mộ Hư rời đi, Hàn Giang nhìn về phía Diệp Huyên, ông ấy quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Hàn Giang ngây người, Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối biết ta sao? Hàn Giang trầm giọng đáp, đúng thế. Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể? Hàn Giang khẽ mỉm cười, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, người nghịch hành. Hàn Giang gật đầu, sau khi trở về, hắn nói rằng hắn quen được một yêu nghiệt rất mạnh, chính là cậu,
lúc đấy ta không thèm để tâm, không ngờ cậu lại đi đến đây, đương nhiên, ta cũng không ngờ rằng Diệp công tử lại tài giỏi đến thế. Không hổ là người có thể đọ sức với người nghịch hành. Nói xong, ông ấy nhìn người của Vĩnh Dạ Thành ở xung quanh, giận dữ nói, còn ngây người cái gì? Bái kiếm Diệp công tử đi. À không, bắt đầu từ bây giờ, Diệp công tử sẽ là phó thành chủ của Vĩnh Dạ Thành ta, mau bái kiến phó thành chủ. Đừng ngẩn người ra đấy nữa. Mau hành lễ đi. Mọi người. Phó thành chủ. Nghe thấy lời này của Hàn Giang, mọi người có mặt đều hơi sững sờ. Đã thành phó thành chủ rồi. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, lập tức hành lễ. Họ đều là những ông lão tinh danh, sao lại không hiểu ý của Hàn Giang. Tất nhiên là thiếu niên trước mắt cũng thực sự đáng để ông ấy làm như vậy. Phải biết rằng vừa rồi khi Diệp Huyên giết cường giả đạo minh cảnh chẳng khác gì giết gà. Thực lực này thật sự quá kinh người. Thấy mọi người hành lễ, Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn trở thành phó thành chủ rồi. Hàn Giang xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cười nói, phó thành chủ của ta, đi nào, chúng ta đến Vĩnh Dạ Thành thôi. Diệp Huyên. Lúc này, Thiên Yếm và Mắt Thần đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người họ, Hàn Giang khẽ nhíu mày, người của Bạch Chú Thành. Diệp Huyên vội nói, bạn của ta. Nghe vậy, Hàn Giang chợt cười lớn, thì ra là bạn của phó thành chủ, vậy thì chính là bạn của Vĩnh Dạ Thành ta rồi. Phó thành chủ. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, trở thành phó thành chủ rồi. Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm không nói nên lời. Lúc này, Mắt Thần hỏi, Diệp Huynh, sau khi chúng ta biết Huynh bị Bạch Chú Thành truy sát đã rút lui khỏi Bạch Chú Thành, bây giờ. Thiên Yếm ở bên cạnh cũng nói, đúng thế, Bạch Chú Thành nói muốn cho chúng ta hai tinh mạch, chúng ta đều không cần. Vẻ mặt Mắt Thần cứng đờ, y ngỡ ngàng nhìn Thiên Yếm. Hai tinh mạch, Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, khóe miệng khẽ giật, người phụ nữ này thật tham lam. Hai tinh mạch, sợ rằng Vĩnh Dạ Thành còn không dễ cho được, dù sao nó cũng quá quý giá. Quả nhiên khi nghe Thiên Yếm nói vậy, nụ cười trên mặt Hàn Giang dần biến mất, thật ra người ông ấy coi trọng là Diệp Huyên, còn Thiên Yếm và Mắt Thần, tuy rất được nhưng Diệp Huyên còn tốt hơn. Nếu là Diệp Huyên, đừng nói hai tinh mạch, cho dù ba bốn tinh mạch, ông ấy đều đồng ý cho. Dù sao hắn cũng là yêu nghiệt siêu cấp có thể so sánh với người nghịch hành. Mà những cường giả đạo minh cảnh của Vĩnh Dạ Thành đang có mặt khi nghe lời này của Thiên Yếm, sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Đều là lão yêu quái vạn năm, sao họ lại không hiểu ý của Thiên Yếm? Nếu là yêu nghiệt như Diệp Huyên, Hàn Giang cho hai tinh mạch, họ thật sự không có ý kiến, dù sao Diệp Huyên cũng là yêu nghiệt siêu cấp có thể so sánh với người nghịch hành. Nhưng Thiên Yếm và Mắt Thần thì sao? Nếu vừa mới tới đã cho hai tinh mạch, vậy những người đã phấn đấu bao nhiêu năm ở Vĩnh Dạ Thành phải làm sao? Trên mặt một vài cường giả đạo minh cảnh đã bắt đầu không giấu được vẻ tức giận. Sắc mặt Thiên Yếm cũng hơi trầm xuống, nàng ta biết mình gây chuyện không ổn rồi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt mang theo ý xin lỗi và lo lắng, lo Diệp Huyên tức giận, trách mình dở thói khôn vặt. Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, bầu không khí trở nên hơi gượng gạo. Lúc này, Diệp Huyên chợt kéo cánh tay Hàn Giang, cười nói, Hàn thành chủ, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, sau này chúng ta từ từ nói, đều là người một nhà, không có gì không thể thương lượng, ông thấy sao? Hàn Giang nhìn Diệp Huyên cười đáp, đúng thế, chúng ta từ từ nói, đi, chúng ta về Vĩnh Dạ Thành đã. Về Vĩnh Dạ Thành. Đoàn người trở về Vĩnh Dạ Thành, khác với Bạch Chú Thành, bầu trời của Vĩnh Dạ Thành quanh năm tối tăm, mang theo cảm giác ngột ngạt. Diệp Huyên thực sự hơi tò mò về Bạch Chú Thành và Vĩnh Dạ Thành, vì trực giác nói cho hắn biết giữa hai thành chắc chắn có mối liên hệ nào đó, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hàn Giang giải tán đám đông rồi dẫn ba người phía Diệp Huyên lên tường thành của Vĩnh Dạ Thành. Hàn Giang cười khẽ, Diệp Tiểu Hữu, ta vào thẳng vấn đề nhé. Nói rồi ông ấy nhìn hai người phía Thiên Yếm, hai vị đều là đạo minh cảnh, hơn nữa đều rất xuất sắc, phải nói là vô cùng xuất sắc, nhưng ta không thể cho hai người hai tinh mạch được, ít nhất là bây giờ không thể. Vì nơi này của chúng ta cũng giống như Bạch Chú Thành, muốn tinh mạch đều có yêu cầu nhất định. Những người vừa nãy đã phấn đấu ở nơi đây rất lâu, thậm chí có người đã phấn đấu cả nghìn năm nhưng vẫn chưa có được tinh mạch.
nhưng hai người vừa tới, ta đã cho hai người tinh mạch, những người đó sẽ không phục. Thiên Yếm khẽ gật đầu, lời nói lúc trước hơi đường đột, ta xin lỗi. Hàn Giang cười bảo, ta có thể hiểu được tâm trạng của cô nương, vì ta cũng từng đi lên từ đạo minh cảnh. Nói xong ông ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, nếu cậu cần tinh mạch thì ta có thể cho. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, chúng ta làm theo quy định đi. Nghe vậy, Hàn Giang thầm thả lỏng, ông ấy có thể vì Diệp Huyên mà phá lệ, nhưng điều này sẽ khiến nhiều người không thoải mái, gây bất lợi cho sự đoàn kết của Vĩnh Dạ Thành. Vì ông biết nếu cho Diệp Huyên tinh mạch, chắc chắn Diệp Huyên sẽ cho Thiên Yếm và Mắt Thần. Đương nhiên, nếu Diệp Huyên dùng cho bản thân thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Dù sao thực lực của Diệp Huyên ở đó, sẽ không có ai không phục. Hơn nữa, nếu Thiên Yếm và Mắt Thần thông qua cách này có được tinh mạch, chắc chắn cũng sẽ bị đuổi ra Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm và Mắt Thần, cười hỏi, hai người có tự tin không? Mắt Thần do dự rồi vẫn đáp, không tự tin lắm. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Thiên Yếm lên tiếng, người khác làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Diệp Huyên cười nhẹ, sau đó nhìn Hàn Giang, ta tính rồi, lúc trước ta đã giết 10 đạo minh cảnh, ta còn cần thỏa mãn yêu cầu gì nữa mới có được một tinh mạch. Hàn Giang cười, nhiệm vụ của chúng ta khác với Bạch Chú Thành, ngoài giết 10 đạo minh cảnh còn cần giết một cường giả đạo minh cảnh trong 20 người đứng đầu thần bảng của Bạch Chú Thành. Người đàn ông trung niên đi đầu cậu vừa giết đó chính là người thuộc nhóm 20 người đứng đầu thần bảng. Diệp Huyên cười hỏi, cũng có nghĩa là ta đã đủ tư cách rồi. Hàn Giang cười đáp, còn một yêu cầu nữa, đó là cần phải trung thành với Vĩnh Dạ Thành. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này Hàn Giang lại cười khẽ, đương nhiên Diệp Tiểu Hữu không cần điều này. Nói xong ông ấy xòe bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn là một tinh mạch. Diệp Huyên cũng không khách sáo, lập tức nhận lấy, cảm ơn. Nói rồi dường như hắn nghĩ đến điều gì nên lại hỏi, người nghịch hành đâu? Hàn Giang ngẩng đầu nhìn tinh không thăm thẳm, chắc lúc này hắn đang đại chiến với Thiên Trần. Đại chiến? Diệp Huyên cau mày, họ đang đánh nhau. Hàn Giang gật đầu, hắn vừa tới đã hẹn Thiên Trần đại chiến. Sao vậy, Diệp Tiểu Hữu cũng có hứng thú à? Diệp Huyên cười bảo, đương nhiên. Thật ra hắn cũng muốn chiến đấu với người đó. Bây giờ hắn đã tới điểm thắt nút cổ trai của bản thân, chỉ có chiến đấu mới có thể đột phá được. Hàn Giang khẽ cười, vậy có thể cậu phải chờ rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, các ông không đi xem họ chiến đấu à? Hàn Giang lắc đầu, hai người họ đều là người cao ngạo, không cho chúng ta đi theo. Đương nhiên, hai bên chúng ta cũng không nhàn rỗi, đều đang quan sát cường giả hàng đầu của hai bên. Cường giả bên nào biến mất? Hai bên chúng ta đều sẽ ra mặt ngăn cản. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hàn Giang nói tiếp, trước đây hai bên chúng ta chẳng ai làm gì được ai, nhưng bây giờ có sự gia nhập của cậu, dưới hóa tự tại, chúng ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, đương nhiên ta không biết Bạch Chú Thành có còn con át chủ bài nào khác hay không. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ họ đi, Hàn Thành Chủ, ta muốn bế quan một thời gian. Hàn Giang gật đầu đồng ý, được. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với ta. Nói xong ông ấy xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Yếm chợt nói, xin lỗi. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, xin lỗi chuyện gì? Thiên Yếm nhìn hắn, ngươi hiểu mà. Diệp Huyên mỉm cười, đương nhiên hắn hiểu lúc trước Thiên Yếm dở thói khôn vặt, muốn lợi dụng hắn để có được một tinh mạch của Bạch Chú Thành. Phải nói rằng, hành vi này thực sự không thỏa đáng. Diệp Huyên cười, không sao. Nói xong hắn nhìn hai người rồi bảo, bây giờ hai người đã gia nhập Vĩnh Dạ Thành, hơn nữa lúc trước hai người từng gia nhập Bạch Chú Thành, vì thế người trong thành ít nhiều sẽ có một số suy nghĩ và cái nhìn khác về hai người. Đương nhiên những điều này cũng chẳng sao. Tóm lại, hai người nhớ đừng chủ động gây sự, nhưng nếu có người cố ý gây khó dễ thì hai người cũng không cần nhịn. Thật ra hắn biết rõ Thiên Yếm và Mắt Thần thay vì nói là gia nhập Vĩnh Dạ Thành, chi bằng nói là đi theo hắn. Hàn Giang cũng hiểu điều này, nhưng ông ấy là người thông minh, không đề cập đến nó. Thiên Yếm gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên lại nói, ta không thể cho hai người tinh mạch này, hai người phải tự giành lấy, chúng ta làm người thì phải dựa vào chính mình.
Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên với ánh mắt kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm, ánh mắt cô có ý gì thế hả? Thiên Yếm bĩu môi, nhưng không nói. Hôm nay nàng ta đối lý, không muốn đả kích Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai người, ta bế quan đây, hai người làm quen thành này đi. Nói rồi hắn quay người bước đi. Thiên Yếm im lặng một lúc rồi cũng đi. Diệp Huyên trở lại tiểu tháp, hắn đặt tinh mạch trong tháp, phải công nhận rằng sau khi tinh mạch xuất hiện, linh khí trong tiểu tháp đã trở nên khác hẳn. Linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Huyên nhìn tinh thần chi khí tràn ngập xung quanh mà lòng hơi bàng hoàng, chẳng trách bao nhiêu cường giả đều muốn có tinh mạch, linh khí của loại tinh mạch này khác với linh khí khác, vô cùng thuần khiết. Lúc này, Diệp Huyên như nhớ tới điều gì, hắn chợt hỏi, tiểu tháp, ta đặt tinh mạch vào trong, sao ngươi hình như không bị sốc chút nào vậy? Tiểu tháp nhàn nhạt đáp, ta sốc cái gì? Diệp Huyên khẽ cau mày, đây là tinh mạch đó. Tiểu tháp im lặng một lúc, tiểu chủ, người phải hiểu một điều, trước kia tiểu bạch đã từng sống ở đây. Diệp Huyên khó hiểu, là sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu bạch là vạn linh chi tổ, có tiểu bạch, tinh mạch gì đó đều chỉ là đồ chơi thôi, hiểu không? Diệp Huyên, tiểu tháp nói tiếp, tiểu tháp ta có linh khí nào mà chưa thấy? Loại tinh mạch này tuy cũng tốt, nhưng sao có thể lọt vào mắt tháp ta được? Cũng chỉ có người chưa từng trải sự đời như tiểu chủ người mới điên cuồng vì nó, nếu là ta, tặng cho ta tinh mạch cấp bậc này ta còn không thêm nhận. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Nhiều lúc Diệp Huyên rất muốn đánh chết tiểu tháp này. Nó quá biết làm màu. Diệp Huyên mặc kệ tiểu tháp, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Trận chiến lúc trước thật sự quá đã. Mà khi hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên, cường giả đạo minh cảnh thật sự chỉ như một con kiến đối với hắn, mỗi kiếm một người. Nhưng không thể xem thường cường giả hóa tự tại. Đương nhiên hắn cũng muốn đấu với cường giả hóa tự tại. Nếu trước đó Hàn Giang không ngăn cản thì hắn đã ra tay với Mộ Hư rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, lắc đầu cười khổ. Hắn của hiện tại cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự bất lực đó của đại ca. Vô địch, cảm giác đó thực sự không tốt lắm. Vì bây giờ hắn chỉ muốn có ai đó đánh bại mình, chỉ có bị đánh bại mới có thể tìm ra khuyết điểm của bản thân rồi thay đổi. Vô địch, cảm giác này thật không thoải mái. Diệp Huyên đứng dậy, lắc đầu thở dài, tiểu tháp, nói thật, bây giờ ta hơi nhớ những ngày tháng bị đánh không thể đánh trả trước đây. Lúc đó tuy khổ nhưng rất viên mãn, hơn nữa nó khiến ta cảm thấy có chí tiến lên. Không như bây giờ, vô địch khiến ta cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tiểu tháp trầm mặc chốc lát rồi đáp, tiểu chủ, người tỏ vẻ với một ngọn tháp có ý nghĩa gì không? Diệp Huyên cười lớn, xoay người rời đi. Hắn quyết định đến tìm Hàn Giang cọ sát, đạo minh cảnh. Hắn đã không còn hứng thú nữa rồi. Mục tiêu nho nhỏ của hắn hiện giờ là một kiếm một hóa tự tại. Diệp Huyên vừa ra khỏi tiểu tháp, Hàn Giang đã xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt ông trông khá nặng nề. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Hàn Giang trầm giọng bảo, Bạch Chú Thành không tuân theo quy tắc. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, là sao? Sắc mặt Hàn Giang xanh mét, ta vừa nhận được tín hiệu từ người nghịch hành, hắn đang gặp nguy hiểm. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi lại, gặp nguy hiểm. Hàn Giang gật đầu, chắc chắn là Bạch Chú Thành giở trò. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, người của bọn chúng ra tay rồi. Hàn Giang nghiêm túc nói, chúng ta vẫn luôn theo dõi cường giả của chúng, không ai rời khỏi Bạch Chú Thành cả. Diệp Huyên cau mày, nghĩa là bọn chúng còn có người khác nữa. Hàn Giang gật đầu, bọn chúng vẫn còn cường giả mà chúng ta không biết. Diệp Huyên lại nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta hẳn là cũng có chứ. Hàn Giang lắc đầu, chúng ta không có. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Hàn Giang cười khổ, thật sự không có. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, vì theo như ta biết, cường giả hóa tự tại của Bạch Chú Thành có tất cả 6 người, mà lúc này 6 người đều đang ở Bạch Chú Thành, mỗi khi có cường giả đột phá hóa tự tại thì không thể giấu được đâu. Từ đạo minh cảnh đột phá lên hóa tự tại tạo ra động tĩnh rất lớn. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, người nghịch hành còn nói gì nữa?
Hàn Giang lắc đầu, hắn gửi tin tức cầu cứu xong thì chúng ta không còn liên lạc với hắn được nữa. Cậu biết tính hắn đấy, nếu chỉ một đấu một, cho dù chiến đấu đến chết, hắn cũng sẽ không cầu xin chúng ta giúp đỡ, chắc chắn là Bạch Chú Thành có cường giả khác ra tay. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông muốn ta đi. Hàn Giang gật đầu, vẻ mặt ảm đạm, bây giờ chúng ta đều bị cường giả của Bạch Chú Thành giữ chân, ai rời đi cũng sẽ bị chặn lại. Nói rồi, ông ấy nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, bây giờ bên chúng ta có thêm cậu, chỉ có cậu mới có thể rời khỏi Vĩnh Dạ Thành, hơn nữa Bạch Chú Thành không dám ngăn cản, vì chúng ta sẽ giữ chân những cường giả hóa tự tại hiện tại của bọn chúng. Diệp Huyên nói ngay, người nghịch hành ở đâu? Hàn Giang vội nói, thần chiến giới. Đó là một chiến trường cổ, Vĩnh Dạ Thành và Bạch Chú Thành thường đánh nhau ở đó. Diệp Huyên nhìn Hàn Giang, đừng phản kháng. Nói rồi, tay phải hắn chợt đặt lên vai Hàn Giang, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nghĩ đến thần chiến giới. Hàn Giang hơi sững sờ nhưng cũng không nhiều, bắt đầu nghĩ tới thần chiến giới. Một lúc sau, Diệp Huyên rút tay về, xòe mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Hàn Giang ngẩn ra, giây sau đó sắc mặt ông thay đổi lớn, điều này. Ông phát hiện Diệp Huyên đã tới thần chiến giới. Hàn Giang im lặng một lát, nhẹ giọng bảo, thanh kiếm này được lắm, hôm nào bảo Diệp Tiểu Hữu sao chép ra vài bản, như vậy Vĩnh Dạ Thành ta chẳng phải sẽ chơi chết được Bạch Chú Thành sao. Quá tuyệt! Diệp Huyên xuất hiện ở thần chiến giới, vừa vào thần chiến giới hắn đã ngẩn ra, vì hắn phát hiện nơi này đâu đâu cũng tràn ngập mùi tử khí và mùi máu tanh. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ chán ghét mùi tử khí và mùi máu tanh này, nhưng hắn thì không, chẳng những không ghét mà còn cảm thấy thân thiết. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nơi này là một đại lục bỏ hoang, nhưng thời không nơi đây lại vô cùng kiên cố, mật độ thời không của nơi này dày hơn mấy chục lần so với nơi khác. Điều này khiến Diệp Huyên khá sốc, hắn cũng đã du hành vô số thời không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thời không với mật độ dày thế này. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyên nhắm mắt, thần thức quét qua tứ phía, với thực lực hiện tại của hắn, thần thức có thể lập tức bao phủ toàn bộ thần chiến giới. Chẳng bao lâu, Diệp Huyên nhíu mày, vì hắn không phát hiện bất cứ người nào. Chẳng lẽ không ở đây nữa? Diệp Huyên trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn lên tinh không sâu thẳm, sau đó hắn ngự kiếm bay đi, thoáng chốc đã tới tinh không phía trên thần chiến giới. Diệp Huyên nhìn quanh một vòng, thần thức lại quét ra, một lát sau hắn lại nhíu mày, vẫn không phát hiện ra người nào. Diệp Huyên trầm giọng thì thầm, chẳng lẽ người nghịch hành bị giết rồi? Nói rồi hắn lắc đầu. Hắn biết thực lực của người nghịch hành, muốn giết chết người nghịch hành, e là phải có ít nhất 3 cường giả hóa tự tại liên thủ mới làm được. Diệp Huyên im lặng vài giây, hắn nhìn tinh không xung quanh, trong lòng thầm tính toán. Lúc đầu, chắc chắn người nghịch hành và thiên trần chiến đấu ở thần chiến giới này, vì hắn phát hiện có dấu vết đánh nhau ở bên dưới, cũng có nghĩ là chắc chắn người nghịch hành đã gặp biến cố gì đó nên mới rời khỏi đây. Chạy trốn. Người nghịch hành sẽ chạy trốn về đâu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh, giây tiếp theo hắn chạy về một hướng. Hướng này chính là hướng đến Vĩnh Dạ Thành. Theo hắn thấy, nếu người nghịch hành thật sự gặp phải cường giả bất khả chiến bại, muốn trốn thoát thì chắc chắn sẽ chạy về hướng Vĩnh Dạ Thành. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ. Diệp Huyên hỏi, người muốn nói gì? Tiểu Tháp im lặng một lát, thôi vậy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cái quái gì đấy? Tiểu Tháp nói, ta không muốn nói gì cả. Diệp Huyên cạn lời, hắn không đùa cùng Tiểu Tháp. Tăng tốc độ đến cực hạn. Thần chiến giới. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, nơi hắn đứng lúc đầu chợt vặn vẹo, ngay sau đó một người đàn ông đầu tóc rối bù trồi lên từ mặt đất. Toàn thân người đàn ông tàn tạ, đầu tóc bù xù, thoạt nhìn giống như một kẻ ăn xin. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn vào tinh không sâu thẳm, khẽ cau mày, hơi thở của thanh kiếm đó. Nói đến đây trong mắt gã chợt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Cường giả chưa biết, còn là hơi thở của nữ nhân, thú vị, ha ha. Nói rồi gã lẻ lưỡi liếm môi, ánh mắt đê hèn, phụ nữ, người phụ nữ mạnh mẽ khi chơi đùa là thú vị nhất. Ha ha. Cuối tinh không bao la phía xa, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi,
chẳng mấy chốc hắn dừng lại, vì hắn phát hiện thời không phía trước tối đen như mực. Ở đó từng có một trận đánh. Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn tiến vào trong không gian tối tăm, hai mắt hơi nhắm lại, thần thức quét ra, một lúc sau, hắn mở mắt rồi biến mất tại chỗ. Vụt! Một tia kiếm quang xẹt qua không gian tối tăm này. Không lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, lúc này hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên khẽ cau mày, đúng lúc này, thời không trước mặt hắn chợt bị xé toạc, ngay sau đó một người đàn ông lao ra. Người vọt ra chính là người nghịch hành. Trông gã hơi thảm hại, không chỉ toàn thân tơi tả mà còn đầy vết thương, cánh tay phải cũng đã mất, đáng sợ nhất là phía trước ngực trái của gã còn đang cắm một mũi tên màu vàng óng. Thấy bộ dáng này của người nghịch hành, Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ, tên này làm sao vậy? Để bị đánh thảm thế. Nhìn thấy Diệp Huyên, người nghịch hành cũng ngây ra, sau đó gã biến sắc, Diệp Huynh tới để so tài với ta đấy à? Diệp Huyên đang định nói thì người nghịch hành đã vội nói tiếp, Diệp Huynh, bây giờ không phải lúc so tài, hôm khác chúng ta đánh sau được không? Mặt Diệp Huyên đen xì, bây giờ ta đã là người của Vĩnh Dạ Thành rồi. Người nghịch hành sửng sốt, Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, bây giờ chúng ta là người cùng phe. Ta. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên túm lấy cánh tay Diệp Huyên, Diệp Huynh, cứu với. Diệp Huyên. Người nghịch hành định nói gì đó thì lúc này thời không phía sau gã chợt tách ra, giây tiếp theo, một người đàn ông áo trắng chậm rãi bước đến, trên tay hắn ta cầm một cây cung màu đen, sau lưng là ống đựng tên. Bên trong có 6 mũi tên với 3 màu sắc, 2 vàng, 3 đen, 1 tím. Bên cạnh người đàn ông này còn có một người đàn ông mặc áo bào đen và một người phụ nữ mặc váy tím. Người đàn ông mặc áo bào đen cầm một thanh trường đao có vỏ trong tay trái, mái tóc dài, giữa hai lông mày có một vết đao rất sâu. Còn người phụ nữ mặc váy tím thì cầm trường thương màu trắng trong tay phải, đeo khăn che mặt, đôi mắt màu lam pha lê rất quyến rũ. Nhìn thấy ba người này, Diệp Huyên giật mình, ba người này đều còn rất trẻ, hiển nhiên chúng không có khả năng là người của Bạch Chú Thành lắm. Mà nếu không phải Bạch Chú Thành thì từ đâu tới? Lúc này, người đàn ông áo trắng đi đầu nhìn Diệp Huyên, sau đó hắn ta nhìn thẳng vào kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, hắn ta hơi nhíu mày. Xa xa, người nghịch hành bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Diệp Huynh, Huynh chỉ đến một mình à? Diệp Huyên gật đầu, sao, có vấn đề gì à? Người nghịch hành do dự rồi bảo, vậy chúng ta có thể trốn được rồi. Nói xong gã xoay người biến mất ở trên bầu trời. Diệp Huyên đứng ở chỗ cũ với vẻ mặt ngơ ngác. Trốn rồi. Hành động này của người nghịch hành khiến Diệp Huyên sững sờ. Cứ thế trốn luôn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng đi đầu, hắn ta cũng đang nhìn Diệp Huyên, không trốn. Diệp Huyên cười, trốn. Cuộc đời này ta không biết trốn là gì. Người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu, vừa nãy hắn cũng như ngươi, rất có khí phách. Dứt lời, người đàn ông bên cạnh hắn ta đột nhiên lao tới, tích tắc đã tới trước mặt Diệp Huyên, giây tiếp theo hắn ta rút đao ra chém. Một đao quang chém xuống. Diệp Huyên hơi híp mắt, ngón tay khẽ đẩy lên, kiếm trong vỏ lập tức bay ra. Hắn không sử dụng kiếm Thanh Huyên. Nhát kiếm này ra khỏi vỏ, một luồng thế cực kỳ đáng sợ quét tới, cả tinh không đều trở nên sục sôi. Nhưng sau khi nhát đao kia chém xuống, khí thế và kiếm thế của Diệp Huyên đã bị một đao ấy phá tan. Bùm! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi ra xa vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên choáng váng. Đối phương phá được thế của hắn. Xa xa! Người đàn ông áo đen đột nhiên nắm chặt trường đao bằng cả hai tay, giây tiếp theo gã ta tiến lên trước một bước, chém ra một đao. Nhát đao này chém xuống, một đao khí dài vạn trượng đột nhiên ập xuống từ đỉnh đầu Diệp Huyên. Khoảnh khắc nhát đao này hạ uống, nó mang theo khí thế sấm vang chớp giật, như muốn phá tan toàn bộ tinh không, cực kỳ kinh khủng. Thế ẩn chứa trong nó đều mạnh hơn khí thế và kiếm thế của Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Không nghĩ nhiều, hắn lại nhấc ngón tay cái lên, một thanh kiếm đột nhiên chém ra, mà sau nhát kiếm này lại là một nhát kiếm khác.
Nhưng khi Diệp Huyên xuất kiếm thứ hai thì người đàn ông phía xa lại chém thêm một đao nữa. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên chợt nhảy lên, hắn lại xuất thêm kiếm nữa, mà người đàn ông phía đối diện cũng lại lập tức thêm một đao. Cứ thế, hai bên thoáng chốc đã xuất ra liên tiếp 8 kiếm và 8 đao. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang và đạo quang vỡ tan tành trong tinh hà, tiếp đó cả tinh hà bị hủy diệt. Vùng tinh hà này không thể chịu nổi sức mạnh của hai người. Sau hai luồng sức mạnh, mạnh mẽ nổ tung, Diệp Huyên và người đàn ông áo đen đồng thời bị đẩy lùi, hai bên lui về sau cả mấy vạn trượng. Mà khi hai người dừng lại thì tinh không mấy chục vạn dặm xung quanh đã trở nên đen kịt. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, trong mắt hắn có thêm vẻ nặng nề, nhưng nhiều hơn cả là hưng phấn. Chiến đấu có thể làm cho hắn hưng phấn. Lúc này, người đàn ông áo đen chậm chậm giơ trường đao trong tay phải lên. Bùm! Trên đầu gã ta xuất hiện một vòng xoáy màu đen, giây tiếp theo, một tia thần sét đột nhiên rơi xuống từ trong vòng xoáy ấy, tiếp đó bay vào trong trường đao của gã. Bùm bùm! Trường đao rung lên kịch liệt. Trong phút chốc, thanh trường đao bị thần sét bao phủ, hóa thành một thanh lôi đao. Xa xa, Diệp Huyên khẽ nheo hai mắt, ngón cái tay trái của hắn ghì chuôi kiếm, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, lúc này mọi thứ xung quanh hắn chợt trở nên yên tĩnh, dường như vùng trời này chỉ còn lại một mình hắn. Tĩnh tâm. Kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên khẽ rung, sau đó phát ra từng tiếng kiếm ngân. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo trắng cầm đầu phía xa khẽ nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyên chợt mở hai mắt, ngón tay cái khẽ ngoắc. Bù! Âm thanh kiếm ngân đột nhiên vang lên trên trời, đồng thời, một thanh kiếm cũng bay vụt qua trong tinh không tối tăm này. Người đàn ông áo bào đen đối diện Diệp Huyên hơi nheo mắt, hai tay nâng đao lên rồi chợt hạ xuống. Vút! Một luồng đao khí mang theo sấm sét bất chợt chém thẳng từ trên đỉnh đầu của gã ta xuống. Cuộc đụng độ giữa đao và kiếm. Bùm! Đao khí sấm sét chém lên kiếm của Diệp Huyên, trong phút chốc, thanh kiếm bị lôi quang bao phủ, nhưng giây tiếp theo lôi quang lại bị phá tan, thanh kiếm lao thẳng tới, chém về phía người đàn ông áo bào đen. Một thoáng kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt của người đàn ông mặc áo bào đen, gã ta giơ đao lên chặn. Bùm! Người đàn ông áo bào đen bị nhát kiếm này chém ra cả vạn trượng. Mà gã ta vừa dừng lại thì một phi kiếm khác lại tiếp tục chém tới. Trong mắt người đàn ông áo bào đen lóe lên vẻ tàn ác, gã ta chợt vung tay phải, trường đao trong tay chém xuống. Một luồng kiếm quang bộc phát từ trước mặt gã ta, còn gã thì lại lùi về lần nữa, gần như cùng lúc đó, lại một thanh kiếm khác nữa chém tới. Người đàn ông áo bào đen nheo mắt, khóe miệng co giật, gã ta cầm đao chắn ở trước mặt. Trường đao rung lên kịch liệt, sức mạnh cường đại lại đẩy lùi người đàn ông áo bào đen, nhưng vẫn chưa kết thúc, bởi vì một phi kiếm khác nữa đã lại chém tới. Tốc độ của phi kiếm này nhanh đến mức người ta phải tức lộn ruột, người đàn ông áo bào đen hoàn toàn không thể xuất đao, chỉ có thể bị động phòng thủ, cho dù xuất đao thì cũng chỉ có thể xuất đao đơn giản, không có thời gian để sử dụng đao kỹ mạnh mẽ. Vừa nãy khi hai người giao đấu, gã ta đã rơi vào thế bất lợi. Mà chính thế bất lợi này đã cho Diệp Huyên nắm lấy cơ hội, dồn gã ta vào đường cùng. Một lần bất cẩn, vạn kiếp bất phục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người đàn ông áo bào đen đã bị đẩy lùi mười mấy vạn trượng. Không chỉ vậy, lúc này trên người gã ta đã xuất hiện mấy chục vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ cả người gã. Nhưng gã không dám có một chút lơ là, vì kiếm của Diệp Huyên thật sự rất nhanh, chỉ cần bất cẩn một chút là nhát kiếm ấy sẽ đâm qua đầu gã ngay. Cứ thế, người đàn ông áo bào đen liên tục bị đẩy lùi, thanh đao trong tay gã ta đã có vết nứt. Bên kia, người đàn ông áo trắng và cô gái váy tím không hề có dấu hiệu ra tay, hai người chỉ nhìn với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng thi thoảng hai người lại nhìn kiếm Thanh Huyên trên thắt lưng bên phải của Diệp Huyên. Đúng lúc này, trường đao trong tay người đàn ông áo bào đen ở phía xa đột nhiên vỡ tan, gần như trong tích tắc, một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa lông mày của gã. Ngay tại thời khắc sinh tử, mắt người đàn ông áo đen từ từ nhắm lại, ngay sau đó, giữa hai chân mày của gã đột nhiên bay ra một thanh đao. Bùm! Khoảnh khắc thanh đao bay ra, kiếm của Diệp Huyên lập tức vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ở đằng xa khẽ cau mày,
bởi vì thanh đao đó không chỉ bẻ gãy kiếm trước mặt người đàn ông áo bào đen, mà còn bẻ gãy ba thanh kiếm khác phía sau. Diệp Huyên nhìn thanh đao ấy, nó mỏng như cánh ve, thoạt nhìn tưởng như trong suốt. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là loại đao gì vậy? Trông có vẻ rất lợi hại. Xa xa, người đàn ông áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người rất mạnh, ép ta phải xuất ra tâm đao. Diệp Huyên hơi tò mò, tâm đao là gì? Gã ta hơi cau mày, người không ngừng tụ tâm kiếm. Diệp Huyên lắc đầu, không. Trong mắt người đàn ông áo bào đen thoáng qua một tia không tin, với thực lực của ngươi, sao có thể không ngừng tụ tâm kiếm? Diệp Huyên cười nói, có thể nói cho ta tâm đao là gì không? Gã ta nhìn hắn, tâm đao là đao ngưng tụ từ tâm niệm, cũng là đao thích hợp với mình nhất, bởi vì là kiếm được ngưng tụ từ chính tâm niệm của mình. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tâm niệm còn có thể ngưng tụ được thành đao? Người đàn ông áo bào đen lại nhíu mày, lẽ nào ngươi không biết? Diệp Huyên cười khẽ, ta không có tâm kiếm, nhưng ta có một thanh muội kiếm. Gã ta nhìn Diệp Huyên, muội kiếm là gì? Diệp Huyên nâng kiếm thanh huyên bên hông lên, kiếm muội muội chế tạo cho ta, gọi tắt là muội kiếm. Người đàn ông áo bào đen nhìn kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, nghiêm nghị nói, thanh kiếm này của ngươi rất phi tường, nhưng dù sao cũng không phải tâm kiếm. Lúc này, người đàn ông áo trắng bên cạnh đột nhiên nói, Hắc Diêm, đừng khinh thường thanh kiếm này. Nghe thấy lời này của người đàn ông áo trắng, trong mắt người đàn ông áo bào đen lóe lên vẻ ngạc nhiên, gã ta lại nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, lần này trong mắt gã mang theo vẻ tò mò. Diệp Huyên ở phía xa cười bảo, tiếp tục. Nói xong hắn đột nhiên lao tới, xuất hiện trước mặt người đàn ông áo bào đen, trong mắt gã ta hiện lên vẻ tàn độc, gã nhẩm niệm, thanh tâm đao trước mặt đột nhiên bay tới rồi chém xuống. Bùm! Một đao chém xuống, thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức bị chém vỡ, mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Thần kỹ cận chiến. Diệp Huyên vừa rút kiếm ra, thoáng chốc đã có mấy vạn nhát kiếm xuất hiện. Thực lực hiện giờ của hắn khác với trước kia, dù là lực lượng hay thần hồn thì đều không phải điều mà trước đây có thể so sánh. Bùm! Sau khi Diệp Huyên chém ra kiếm này, hắn và người đàn ông áo bào đen Hắc Diêm trước mặt đều lui ra xa mấy vạn trượng. Ngay lúc Diệp Huyên lùi lại, một thanh phi kiếm chợt chém tới trước mặt Hắc Diêm, gã ta còn chưa ra tay nhưng tâm đao trước mặt đã phóng tới. Bùm! Phi kiếm lập tức bị chém thành từng mảnh, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại chợt xuất hiện trước mặt Hắc Diêm, lần này hắn không thi triển phi kiếm nữa mà là thi triển phương thốn kiếm vực. Trong tích tắc, một luồng kiếm quang lập tức nhấn chìm Hắc Diêm, vô số kiếm quang cắt xé. Xa xa, người đàn ông áo trắng đi đầu khẽ cau mày, nhưng vẫn không ra tay. Đúng lúc này, kiếm quang của Diệp Huyên đột nhiên nổ tung, còn hắn thì đã lùi ra xa nghìn trượng, nhưng trong quá trình hắn lùi lại, từng phi kiếm đã nối đuôi nhau chém về phía Hắc Diêm. Thất kiếm Liên Châu. Xa xa, Hắc Diêm bị thương toàn thân đột nhiên gầm thét phẫn nộ, ngay sau đó gã ta cầm tâm đao vọt về phía trước, chém ra một đao, phá. Dứt lời, trên mũi tâm đao của gã xuất hiện một điểm đen này giống như vết máu đen, u ám mà kỳ dị. Sau khi điểm đen này xuất hiện, tâm đao đột nhiên rung lên dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ quét ra từ mũi tâm đao. Ầm. Thanh kiếm đầu tiên vỡ tan, sau đó, thanh kiếm thứ hai vỡ tan. Trong nháy mắt, bảy thanh kiếm đều bị nhát đao này chém vỡ, không chỉ vậy, Diệp Huyên còn bị chém lùi về sau cả vạn trượng, trước mặt hắn và Hắc Diêm là một vực sâu thời không cực lớn. Vực sâu thời không này rộng trăm trượng, dài vạn trượng. Đây là thứ mà nhát đạo của Hắc Diêm chém ra. Không chỉ thế, trong vực sâu thời không còn có một luồng lực lượng mạnh mẽ vẫn đang không ngừng phá vỡ thời không. Xa xa, Hắc Diêm cầm tâm đao trong tay phải, máu trong cơ thể sôi trào điên cuồng, lúc này máu chảy ra từ trên người gã đã thành màu đen. Diệp Huyên ở nơi xa lau vết máu bên khóe miệng, huyết mạch chi lực sao? Hắc Diêm cầm tâm đao chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, huyết mạch viêm thần. Kiếm tu, được chết trước huyết mạch chi lực của ta là ngươi đã vinh hạnh lắm rồi. Huyết mạch viêm thần. Phải công nhận rằng sau khi Hắc Diêm thi triển huyết mạch chi lực, thực lực của gã đã tăng lên gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ vậy, xung quanh gã còn tản ra ngọn lửa màu đen nhàn nhạt,
ngọn lửa đó như máu đen toát lên một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không gian xung quanh gã không ngừng bị hủy diệt dưới ngọn lửa này, vô cùng kinh hãi. Lúc này, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực đáng sợ ấy, Diệp Huyên đã không thể đỡ được đao của Hắc Diêm. Ở đằng xa, Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, thấp giọng thở dài. Thấy Diệp Huyên thở dài, Hắc Diêm dừng bước, hơi nhíu mày, kiếm tu, ngươi thở dài cái gì? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ta chỉ muốn đấu một trận công bằng với ngươi. Hắc Diêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hơi nghi ngờ, kiếm tu, chẳng lẽ chúng ta đang chiến đấu không công bằng? Các huynh đệ của ta không giúp đỡ ta mà. Diệp Huyên mỉm cười, ta không có ý đó. Hắc Diêm nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rồi bảo, ta biết, thanh kiếm này của ngươi rất không tầm thường, ngươi có thể sử dụng nó. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên bên hông, lắc đầu cười, không đến nỗi. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía Hắc Diêm. Hai mắt Hắc Diêm hơi nheo lại, trong mắt có thêm vẻ cảnh giác. Gã chưa bao giờ coi thường kiếm tu Diệp Huyên này, phải biết rằng khi chưa sử dụng tới huyết mạch chi lực, gã vẫn luôn bị Diệp Huyên áp chế. Ai biết được Diệp Huyên có còn con át chủ bài nào khác không? Hắc Diêm thầm cảnh giác trong lòng, đồng thời thanh đao trong tay gã cũng hơi rung lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ từ trong đao, chuẩn bị phóng ra. Lúc này, hai mắt Diệp Huyên dần đỏ lên thành màu máu, giây tiếp theo, ngón cái tay trái của hắn khẽ di chuyển. Vút! Kiếm quang màu máu vụt qua. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên hắn không hề cổ hủ. Người khác đã dùng huyết mạch chi lực rồi, đương nhiên hắn cũng phải dùng. Nguyên tắc của hắn là ngươi không dùng ngoại vật thì ta sẽ không dùng ngoại vật, ngươi không liều mạng thì ta cũng không liều mạng. Ngay lúc kiếm quang này xuất hiện, người đàn ông áo trắng và cô gái váy tím ở nơi không xa đồng thời cau mày. Mà đối diện với Diệp Huyên, con người Hắc Diêm bỗng nhiên co rút lại, lúc này gã đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, hơn nữa khi thanh kiếm ấy càng ngày càng gần, hơi thở tử vong càng ngày càng mạnh. Đã lâu rồi gã ta không cảm nhận được mùi chết chọc ập đến trong tim mình thế này. Hắc Diêm không rút lui, cũng không thể rút lui, vì một khi rút lui thì gã sẽ bị phi kiếm của Diệp Huyên điên cuồng áp chế, tái diện lại cảnh tượng lúc trước một lần nữa. Tay phải Hắc Diêm cầm chặt tâm đao, trong tích tắc tâm đao của gã biến thành màu máu đen, sau đó gã cầm đao chém về phía trước bằng cả hai tay, phá hủy. Thanh đao rơi xuống. Một luồng đao quang và kiếm quang màu đỏ chợt bộc phát ra. Tinh không sục sôi. Hắc Diêm lùi ra cả mấy vạn trượng, gã vừa dừng lại, đồng tử đột nhiên co rút, bởi lại một thanh kiếm khác nữa đã chém tới. Hắc Diêm buộc phải nuốt máu về lại cổ họng, sau đó gã dùng hai tay run rẩy cầm tâm đao chém về phía trước một lần nữa. Bùm! Nhát đao này hạ uống, Hắc Diêm lại một lần nữa lùi về sau vạn trượng. Mà khi gã dừng lại thì lại một thanh kiếm nữa chém tới. Con người của Hắc Diêm thu nhỏ lại thành hình đầu kim, gã đang định xuất đao thì kinh hãi phát hiện, tâm đao trong tay gã đã bị phá vỡ. Xong rồi. Lúc này trong đầu Hắc Diêm chỉ còn lại suy nghĩ này. Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên chợt vỡ tan khi chỉ cách đầu mày của Hắc Diêm nửa tấc, sau đó hóa thành hư vô. Thay thế vào đó là một mũi tên. Người đàn ông áo trắng đã ra tay. Xa xa, Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông áo trắng, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, thi đấu kết thúc rồi. Lời nói vừa dứt, hắn ta đột nhiên lấy ra một mũi tên lông vũ màu vàng, sau đó kéo cung, mũi tên phóng ra. Diệp Huyên ở phía xa ngoắc ngón tay cái. Kiếm xuất khỏi vỏ. Mảng kiếm quang vỡ nát, kiếm của Diệp Huyên vỡ tan, giây tiếp theo. Mũi tên đó đã tới trước mặt hắn. Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn hơi cúi người, dễ dàng tránh được mũi tên đó, vì tốc độ của mũi tên đó không nhanh lắm, nhưng ngay sau đó đồng tử của hắn đột nhiên co lại, vì hắn phát hiện mũi tên ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Mũi tên này thật kỳ lạ. Diệp Huyên phản ứng rất nhanh, hắn ngoắc nhẹ ngón cái. Kiếm trong vỏ đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào mũi tên. Bùm! Mũi tên màu vàng bị đánh bay, lúc này lại có một mũi tên khác bay tới, không chỉ vậy, sau đầu Diệp Huyên chợt xuất hiện một thanh trường thương, sự xuất hiện của thương này thật sự rất quỷ dị, khi nó chỉ còn cách gáy hắn vài tấc, hắn mới cảm nhận được. Một mũi tên, một thương.
cô gái váy tím cũng đã ra tay. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Đường cùng. Giờ phút này, hắn đã bị đẩy vào đường cùng. Vì giữa mũi tên và thương, hắn chỉ có thể chọn phòng thủ một thứ, mà hắn biết, sau mũi tên còn có thương. Tình cảnh hiện tại của hắn cũng giống như Hắc Diêm vừa rồi. Cuối cùng, Diệp Huyên lựa chọn phòng mũi tên, hắn không còn lựa chọn nào khác. Kiếm xuất khỏi vỏ. Bùm. Mũi tên màu vàng bị kiếm của Diệp Huyên chặn lại, nhưng hắn lại sững sờ, bởi hắn phát hiện trường thương ấy không đâm vào gáy hắn. Một lực lượng thần bí đã ngăn trường thương đó lại. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện phía sau Diệp Huyên 100 trượng. Người tới là người nghịch hành. Giờ phút này, cánh tay phải của gã đã khôi phục, vết thương trên người cũng đã khôi phục 7-8 phần. Người nghịch hành giơ tay phải lên rồi đột nhiên hạ xuống, trường thương đó quay ngược lại một cách quái dị, ngay sau đó, gã xuất hiện trước mặt cô gái váy tím. Nghịch hành chi lực. Ở đằng xe, vẻ mặt cô gái váy tím bình tĩnh, ả khẽ giơ tay phải lên rồi nắm nhẹ, trường thương đáng sợ lập tức rơi vào tay ả. Không gian chung quanh cô gái váy tím lúc này đã bị hủy diệt, nhưng ả không lùi bước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ả chịu đựng nghịch hành chi lực của người nghịch hành, nhưng không gian xung quanh ả thì không. Người nghịch hành nhìn cô gái váy tím rồi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huynh không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu cười, ba người này không nói võ đức, lại đi đánh hội đồng ta. Người nghịch hành hờ hững nói, lúc trước bọn họ không chỉ đánh hội đồng ta mà còn đánh lén nữa. Không biết xấu hổ hơn cả huynh. Diệp Huyên quay đầu nhìn người nghịch hành, vẻ mặt thẳng thốt, câu này của huynh đang nhằm vào họ à? Sao ta cảm thấy như nhằm vào ta thế? Người nghịch hành nghiêm mặt bảo, huynh không biết xấu hổ nhưng có giới hạn, mà sự không biết xấu hổ của bọn họ lại không có giới hạn, vẫn có sự khác biệt. Mặt Diệp Huyên đen xì, người nghịch hành còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên vội lên tiếng, dừng, chúng ta không nói chủ đề này nữa. Người nghịch hành. Diệp Huyên nhìn ba người phía người đàn ông áo trắng, bọn họ là ai? Người nghịch hành lắc đầu, không biết. Diệp Huyên khẽ cau mày, huynh không biết. Người nghịch hành gật đầu, không biết từ đâu tới, dù sao khi ta đang chiến với Thiên Trần, ba người này đột nhiên xuất hiện đánh lén ta, nếu ta không trốn nhanh thì đã đi đời rồi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, cười bảo các ngươi được Bạch Chú Thành gọi tới. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyên cau mày, các ngươi là người của Bạch Chú Thành. Nhưng hắn ta lại lắc đầu, không phải, chỉ nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi. Nghe đến đây, Diệp Huyên và người nghịch hành hiểu ra. Mẹ kiếp! Ba người này được Bạch Chú Thành dùng tiền thuê tới. Diệp Huyên nhìn người nghịch hành, xem ra Bạch Chú Thành có động tĩnh lớn. Người nghịch hành trầm giọng, chúng ta phải về thôi. Diệp Huyên nhìn ba người phía địch, bọn họ sẽ cho chúng ta đi chắc. Người nghịch hành do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, ta biết Huynh đánh nhau rất giỏi, thế này đi, Huynh ngăn bọn họ, ta về trước, ta về rồi sẽ đưa người tới cứu Huynh. Diệp Huyên cười, Huynh về đưa người quay lại nhận xác ta đi. Nghe thế, vẻ mặt người nghịch hành cứng ngắc. Diệp Huyên lắc đầu, tuy hắn tự tin nhưng chắc chắn hắn không thể lấy một địch ba. Cho dù dùng kiếm thanh huyên và huyết mạch chi lực cũng không được. Thực lực của người đàn ông áo trắng chắc chắn không thua kém gì hắn và người nghịch hành, cả cô gái váy tím nữa, đối phương cực kỳ mạnh, mà Hắc Diêm cũng không yếu. Đừng nói một đấu ba, cho dù hai người họ đấu với ba người kia cũng hơi khó khăn. Phía xa, người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, mục tiêu của chúng ta là hắn, nếu ngươi đi thì chúng ta không ngăn cản. Diệp Huyên vội hỏi, thật không? Mẹ nó, người nghịch hành ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, Huynh đừng làm ta sợ. Nếu Diệp Huyên đi thì gã sẽ bị đánh hội đồng, mà vừa nãy gã đã bị đánh hội đồng rồi. Người đàn ông áo trắng phía xa gật đầu, thật. Diệp Huyên hơi lưỡng lự. Thấy vậy, người nghịch hành biến sắc, Diệp Huynh, nói cho ta biết, Huynh không phải loại người như vậy. Diệp Huyên nhìn người nghịch hành, ta, Huynh xem, mục tiêu của họ là Huynh. Ta ở lại thật sự không hợp lý lắm. Người nghịch hành vội nói, có gì mà không hợp lý. Chúng ta cùng một phe mà, sư huynh đệ đồng môn, một giọt máu đảo hơn ao nước lã.
Diệp Huyên nghiêm túc nói, lúc trước huynh cướp tinh mạch của ta. Huynh quên rồi sao? Người nghịch hành kinh ngạc, Diệp Huynh, người đó hình như không phải huynh mà. Ta nhớ đó là Ngự Thiên Thần. Nói đến đây gã đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đưa tới trước mặt Diệp Huyên đang định bỏ chạy. Diệp Huynh, trước đây là hiểu lầm, ta giữ tinh mạch này cũng vô ích, huynh cầm lấy đi. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi rồi tức giận nói, huynh làm gì thế hả? Người nghịch hành choáng váng. Diệp Huyên phẫn nộ, chúng ta đều là người của Vĩnh Dạ Thành, vốn nên cùng hội cùng thuyền nhưng huynh lại lấy thứ này ra đưa cho ta. Huynh đang sỉ nhục ta đấy có biết không? Vẻ mặt người nghịch hành đóng băng. Diệp Huyên đau lòng ôm đầu, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Thế mà huynh lại lấy tinh mạch ra để đo tình đồng môn giữa chúng ta, huynh coi Diệp Huyên ta là người thế nào? Ta coi thường huynh, ta cực kỳ coi thường huynh. Người nghịch hành trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyên, Diệp huynh, có phải huynh cùng một phe với họ không? Diệp Huyên, người đàn ông áo trắng phía xa đột nhiên nói, xem ra là ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, cười nói, đây là huynh đệ đồng môn của ta, các người bảo ta mặc kệ hắn cũng không được, trừ khi các ngươi thêm tiền. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, người nghịch hành vốn đang cảm động thoáng chốc ngơ ngác, gã kéo ống tay áo của Diệp Huyên, Diệp Huynh, huynh đừng như thế, ta sợ lắm. Gã thật sự thấy hơi sợ. Nếu Diệp Huyên không can thiệp vào thì gã sẽ chết chắc. Một mình gã không thể nào chống lại ba người này. Người đàn ông áo trắng phía xa nhìn Diệp Huyên, một lát sau, hắn ta nói, không thể thêm tiền được, nhưng lát nữa ta có thể chôn các ngươi chung một chỗ. Dứt lời. Hắn ta căng dây cung, bắn tên. Thời không nơi mũi tên đi qua lập tức bốc cháy, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Diệp Huyên ở phía xa híp mắt. Ánh mắt vô cùng nặng nề, hắn nhẹ nhàng chỉ ngón tay cái bên trái, kiếm trong vỏ lập tức bay ra. Lúc này, hắn đang sử dụng huyết mạch chi lực, vì thế chiêu kiếm này không chỉ ẩn chứa kiếm thế và khí thế mà còn có cả huyết mạch chi lực nữa. Thời không nơi huyết kiếm đi qua cứ thế chôn vùi thành hư vô. Oanh! Mũi tên màu vàng kia lập tức bị kiếm làm cho dừng lại, sau đó, một thanh trường thương chợt đâm xuống từ trên đầu Diệp Huyên. Lúc trường thương còn cách đầu Diệp Huyên mười mấy tấc, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy nó. Một khắc sau, thanh trường thương lập tức biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa, nó đã ở trên đầu cô gái váy tím ở phía xa. Chẳng những thế, lực lượng ẩn chứa bên trong còn mạnh hơn khi nãy không chỉ gấp mấy lần. Cô gái váy tím hơi nhíu mày, ả mở lòng bàn tay, sau đó phất một cái. Một lực lượng vô hình thoáng chốc chặn thanh trường thương kia lại, nhưng thời không trên đầu ả chợt lõm vào như một cái đáy nồi. Cực kỳ đáng sợ. Lúc này, người nghịch hành đột nhiên đè tay phải xuống. Oanh! Thanh trường thương trên đầu cô gái váy tím chợt rung động dữ dội, một lực lượng mạnh mẽ thuận theo trường thương đánh xuống. Ầm! Không gian ở chỗ cô gái váy tím đang đứng biến thành một vòng xoáy kỳ lạ, nhưng vào lúc nào, cô gái váy tím nhẹ nhàng vung tay phải, một màn sáng màu tím bao phủ lấy ả, đứng trong màn sáng đó, ả không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Chẳng những thế, không ngờ lúc tiếp xúc với màn sáng màu tím kia, nghịch hành chi lực cường đại của người nghịch hành lại từng chút tan biến. Nhìn thấy cảnh này, người nghịch hành phía xa hơi nhíu mày, gã chậm rãi siết chặt tay phải. Lúc này, cô gái váy tím lại vung tay phải nắm lấy trường thương, một khắc sau, ả lập tức biến mất. Xoẹt! Gần như trong nháy mắt, không gian trước mặt người nghịch hành chợt nứt ra, một thanh trường thương phá không xuất hiện. Sau đó nhanh như chớp đâm vào giữa chân mày của người nghịch hành. Nét mặt người nghịch hành rất bình tĩnh, gã siết chặt tay phải, sau đó đánh một quyền về phía trước, nghịch hành chi lực cường đại cuộn trào từ bên trong nắm đấm, trong nháy mắt, vị trí của gã và cô gái váy tím lập tức thay đổi. Đảo ngược thời không? Thời không trước mặt cô gái váy tím bị ả đâm thành một hố đen thời không khổng lồ, lúc này, ả chợt xoay người đâm tới một thương. Nhưng người nghịch hành cũng đã đổi vị trí với ả. Cô gái váy tím híp mắt, ả không xoay người mà chỉ đâm trường thương về phía trước. Oanh! Mũi thương đâm tới, một vùng ánh sáng tím chợt lóe lên. Ầm! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều sôi trào, vô số tinh quang biến mất. Mà lúc này, người nghịch hành đã biến thành vô số tàn ảnh lùi về phía sau,
Khi gã dừng lại, vô số tàn ảnh kia cũng trở về trong người gã, còn cô gái váy tím đã lui lại cả vạn trượng một cách khó tin. Cô gái váy trắng nhìn người nghịch hành phía xa, một khắc sau, ả lập tức biến mất. Người nghịch hành tiến về phía trước một bước, sau đó, gã lập tức biến mất, chẳng mấy chốc, vô số tàn ảnh xuất hiện ở thời không kia. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn người đàn ông áo trắng trước mặt, nếu một chọi một, người nghịch hành sẽ không thua cô gái váy tím kia, đương nhiên hắn cũng sẽ không thua người đàn ông này, nhưng vấn đề bây giờ không phải là tỉ thí công bằng, mà là ba đấu hai. Như thế rất bất lợi với hắn và người nghịch hành. Phía xa, người đàn ông áo trắng đột nhiên lấy ra một mũi tên màu đen, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gảy ngón cái, một thanh phi kiếm bay ra. Đương nhiên hắn sẽ không đứng đợi đối phương ra tay, điểm yếu lớn nhất của cung thủ là gì, đó là sợ người khác tiếp cận. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng chiêu kiếm này của hắn lại đâm vào không khí. Vì khi kiếm Thanh Huyên chém về phía người đàn ông áo trắng, hắn ta đã di chuyển một bước nhỏ sang bên trái, mà hành động đó đã tránh được chiêu kiếm của Diệp Huyên. Chẳng những thế, một mũi tên màu đen đã bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ tay. Một vùng kiếm quang lóe lên trước mặt hắn, Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại mấy nghìn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mũi tên màu đen kia lại bay đến. Vẫn là mũi tên đó. Diệp Huyên híp mắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, thiên địa chợt trở nên yên tĩnh. Tịnh tâm, lúc trước hắn giao thủ với Hắc Diêm đã từng tiến vào trạng thái này, mà xuất kiếm dưới trạng thái này, uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tâm tính, vạn vật sáng tỏ. Tuy nhắm mắt, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng mũi tên kia, kể cả phần lông của mũi tên đang run rẩy, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này, Diệp Huyên lại chỉ ngón cái. Ong. Một tiếng kiếm reo lanh lảnh đột nhiên vang vọng, một khắc sau, một tia kiếm quang chém thẳng lên mũi tên. Oanh! Mũi tên bị chém dừng lại, nhưng cũng không bị đẩy lùi, có điều lần này kiếm của Diệp Huyên cũng không rời đi, một kiếm một tên cứ rằng co như thế, nhưng thời không xung quanh hai người lại dần sụp đổ. Lực lượng này một kiếm một tên có thể chịu được, nhưng thời không lại không chịu nổi. Lúc này, người đàn ông áo trắng phía xa lại lấy ra một mũi tên màu đen, một khắc sau, tiếng xé rách chói tai đột nhiên vang vọng. Diệp Huyên rất bình tĩnh, ngón cái của hắn đè lên chuôi kiếm, lúc mũi tên bay tới chỗ cách hắn mấy trượng, hắn chỉ gảy nhẹ ngón cái, kiếm trong vỏ lập tức bay ra. Chiêu kiếm này không giống với trước đó cho lắm, lúc chưa ra khỏi vỏ, nó có vẻ rất yên ắng, có một cảm giác ung dung đến lạ thường. Chiêu kiếm này chém thẳng lên trên mũi tên rung mạnh, sau đó bị đánh bay xa nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo trắng hơi nhíu mày, hắn ta nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt nặng nề. Thay đổi rồi. Từ lúc giao thủ đến bây giờ, kiếm của Diệp Huyên đang dần thay đổi, đây là dấu hiệu hắn sắp đột phá. Nghĩ thế, người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn Hắc Diêm, chúng ta đến dùng võ làm quen với bọn họ à? Hắc Diêm sửng sốt, sau đó lắc đầu, đương nhiên không phải. Người đàn ông áo trắng khó chịu. Nếu không phải sao ngươi còn chưa ra tay? Nét mặt Hắc Diêm cứng đờ, gã hơi do dự, sau đó xách trường đao lên xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa hơi nhíu mày. Hắn không sợ Hắc Diêm, nhưng khi Hắc Diêm lao về phía hắn, cũng có một mũi tên màu đen đang bắn nhanh tới, mũi tên này khác với trước đó, mọi thứ nơi nó đi qua đều trở nên hư ảo. Hắc Diêm. Mũi tên. Diệp Huyên ở phía xa hơi nhíu mày. Lúc này, hắn thấy hơi bực bội, cũng có thể nói là hơi sốt ruột, mà sốt ruột thì sẽ bực bội thì không thể nào tĩnh tâm được. Diệp Huyên nhanh chóng nhận ra tâm cảnh của hắn thay đổi, hắn giật mình, nếu lúc này hắn thấy bực bội thì sẽ rất nguy hiểm, người đàn ông áo trắng và Hắc Diêm đều không phải người bình thường. Lúc này, hắn đã không kịp thay đổi tâm cảnh của bản thân nữa, vội vàng chỉ ngón cái. Kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng uy lực của chiêu kiếm này yếu hơn chiêu kiếm trước đó nhiều, khi thanh kiếm này tiếp xúc với mũi tên, nó thoáng chốc vỡ tan tành, mũi tên lao nhanh tới, đâm thẳng về phía Diệp Huyên, cùng lúc đó, trường đao của Hắc Diêm cũng đã bổ tới trên đầu hắn. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một phát. Vì Hắc Diêm đã đến trước mặt hắn, bây giờ phải cận chiến, nếu phi kiếm không thể đánh tan lực lượng của đối phương, người chịu thiệt sẽ là hắn.
rút kiếm định sinh tử. Diệp Huyên rút kiếm, kiếm quang nổ ra trước mặt hắn, thoáng chốc bao phủ lấy hai người, một khắc sau, hai người đồng thời lùi về sau. Diệp Huyên lùi lại khoảng vạn trượng, chẳng những thế, trước ngực hắn còn bị một mũi tên màu đen cắm vào. Mũi tên kia khẽ rung, không ngừng phá hoại sinh khí trong người Diệp Huyên, nhưng vào thời khắc mấu chốt đó, huyết mạch chi lực trong người Diệp Huyên chợt sôi trào, sau đó, những huyết mạch chi lực này điên cuồng chống lại lực lượng của mũi tên. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn không ngờ huyết mạch của hắn còn có cả chức năng này. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, hắn muốn rút mũi tên kia ra, nhưng lại giật mình phát hiện không thể nào rút được. Diệp Huyên thử sử dụng khí thế và kiếm thế để rút nó ra, nhưng vẫn không được. Cứ thế, huyết mạch chi lực của hắn và lực lượng của mưa tên không ngừng đối đầu nhau trong cơ thể hắn. Người đàn ông áo trắng phía xa đột nhiên lấy thêm một mũi tên màu đen ra, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta biết thanh kiếm trong tay ngươi không đơn giản, ngươi thật sự không dùng nó sao? Rõ ràng là hắn ta đang nói đến kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên nhìn hắn ta, khinh thường nói, ta khinh thường ngoại vật. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, gật đầu có bản lĩnh. Dứt lời, hắn ta lại bắn ra một mũi tên, gần như cùng lúc đó, Hắc Diêm lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã nhanh hơn mũi tên một chút, rõ ràng là đang cố ý che đi mũi tên của người đàn ông áo trắng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một phát. Lần này, hắn không sử dụng kiếm bình thường, mà là kiếm Thanh Huyên. Kiếm chém ra. Ầm. Đao quang vỡ tan, Hắc Diêm bay ra xa mấy vạn trượng, khi dừng lại, thân thể của gã đã vỡ tan. Không chỉ có thế mà mũi tên cũng đã bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém gãy. Người đàn ông áo trắng chậm rãi híp mắt, mũi tên màu tím trong ống tên sau lưng hắn ta đột nhiên rung động. Ở một hướng khác, Hắc Diêm ngơ ngác nói với Diệp Huyên, không, không phải ngươi nói không dùng sao. Diệp Huyên nhìn Hắc Diêm, nghiêm túc đáp, ta lừa ngươi đấy, ngươi có tức không? Nét mặt Hắc Diêm cứng đờ. Có tức không? Hắc Diêm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tất nhiên là gã rất tức rồi. Mẹ kiếp! Đã nói là không dùng thanh kiếm đó rồi, vậy mà đột nhiên lại xách nó ra, làm gã chẳng kịp đề phòng gì hết. Gã đã thật sự nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ không dùng thanh kiếm đó thật, dù sao Diệp Huyên cũng là kiếm tu, sao có thể chơi mấy bài ăn nói lật lọng bỉ ổi đó được. Nhưng gã không ngờ rằng kiếm tu trước mắt này lại không bình thường. Bất cẩn rồi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên ở nơi xa cong môi lên, một khắc sau, hắn lại gảy ngón tay cái một. Vèo. Kiếm Thanh Huyên lập tức chém ra. Trong mắt Hắc Diêm co lại, trong lòng hoảng hốt. Bởi vì chiêu kiếm này của Diệp Huyên đang nhắm thẳng vào gã. Bây giờ gã đang là thể linh hồn, sao mà chống lại được chiêu kiếm này? Đúng lúc này, một mũi tên máu tím đột nhiên bay đến, một khắc sau, mũi tên đó đâm thẳng vào kiếm Thanh Huyên. Mũi nhọn đấu với lưỡi sắc. Ầm. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị buộc dừng lại, nhưng chỉ chốc lát sau, mũi tên tím kia lập tức vỡ vụn. Nhưng lúc này, Hắc Diêm cũng đã lùi ra ngoài được mấy vạn trượng, kéo dài khoảng cách cực xa với Diệp Huyên. Phi kiếm của Diệp Huyên rất khủng bố, nhưng chỉ cần khoảng cách xa một chút thì uy hiếp cũng sẽ giảm đi đôi phần. Phía xa xa, người đàn ông mặc áo trắng kia liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, khẽ nói có thể phá vỡ được cả tử hư của ta. Kiếm tốt! Diệp Huyên liếc nhìn người nghịch hành và cô gái váy tím ở nơi xa, lúc này hai người vẫn đang đánh qua đánh lại. Không phân cao thấp được. Diệp Huyên quay sang nhìn người đàn ông mặc áo trắng, tiếp tục đi. Vừa dứt lời, hắn lại định ra kiếm, nhưng lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra, một luồng hàn mang đột nhiên xuất hiện ngay cổ họng hắn. Tóc gáy cả người Diệp Huyên đều dựng đứng lên, mẹ kiếp, còn có sát thủ nữa. Trong lòng Diệp Huyên thấy hốt hoảng, lúc này ra kiếm thì không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể né tránh. Phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Nháy mắt khi luồng hàn mang đó vừa xuất hiện, hắn đã bay lui về sau mấy trăm trượng. Nhưng vẫn có chút chậm. Xoẹt. Một đường máu tươi chảy xuống từ cuống họng của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bị thối rữa. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có sát thủ. Diệp Huyên đen mặt lại, sao ngươi không chờ ta chết luôn rồi hắn báo.
Tiểu Tháp có chút oan ức, ta cũng chỉ mới phát hiện thôi mà. Diệp Huyên không trả lời nữa. Đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, gã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp Huynh, sát thủ kia ra tay rồi à? Diệp Huyên nhìn người nghịch hành, Huynh biết có sát thủ. Người nghịch hành gật đầu, đúng vậy, cánh tay của ta là bị kẻ đó chặt đứt đấy. Sao vậy, Huynh không biết à? Diệp Huyên vô cùng tức giận, Huynh cũng chả thua kém gì. Người nghịch hành. Lúc này, vết thương ở cổ họng Diệp Huyên cũng đã khôi phục hoàn toàn, tuy vừa này thanh đao kia đã cắt ngang cổ hắn, đồng thời còn có tính ăn mòn, nhưng hắn có huyết mạch bất tử mà. Chỉ cần không đánh gục hắn ngay trong một chiêu thì hắn cũng khó chết lắm. Thấy thương thế của Diệp Huyên đã khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, người đàn ông áo trắng ở nơi xa khẽ nhíu mày lại, hắn ta không ngờ Diệp Huyên trúng một đao rồi mà vẫn có thể sống được. Phải biết một đao kia đã cắt được cổ của Diệp Huyên, không chỉ thế, nó còn có kịch độc ăn mòn rất kinh khủng. Hơi phiền phức rồi đây. Sắc mặt người đàn ông áo trắng trầm xuống. Phía xa xa, người nghịch hành đột nhiên nói, Diệp Huynh, giờ làm sao? Giờ làm sao? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo trắng kia, tuy hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên nhưng vẫn không chắc chắn giết được ba người trước mắt này, còn cả sát thủ đang nấp trong bóng tối kia nữa. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cô gái váy tím cùng người đàn ông áo trắng này vẫn còn lá bài tẩy. Người nghịch hành trầm giọng nói, Diệp Huynh, không thì chúng ta chuồn đi. Diệp Huyên hỏi, Huynh bọc hậu nhé. Vẻ mặt người nghịch hành cứng lại. Lúc này, người đàn ông áo trắng ở phía xa bỗng xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn ta lại xuất hiện một mũi tên, lần này là mũi tên có thân màu vàng sậm, đầu đỏ như máu. Diệp Huyên liếc nhìn mũi tên kia, hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt hắn biến mất ấy, kiếm Thanh Huyên cũng bỗng xuyên thẳng qua giữa hàng mày của người đàn ông đó. Chết rồi. Không. Chiêu kiếm này chỉ đâm xuyên qua một tàn ảnh. Bản thể của người đàn ông áo trắng đã cách nơi đây hơn nghìn trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên tối đi, tốc độ của tên này hơi vượt quá dự đoán của hắn. Phía xa. Người đàn ông áo trắng đột nhiên dương cung, một khắc sau, một mũi tên liền xé rách không trung lao ra. Ầm. Mũi tên này bắn ra như kéo theo dòng lũ cuốn qua tinh không, trong nháy mắt, nơi nào mũi tên lao qua, sẽ có một khe vực sâu nứt ra chừng nghìn trượng xuất hiện ở vùng tinh không ấy. Lúc nhìn thấy mũi tên này, người nghịch hành cũng phải nhíu mày lại, gã đang định ra tay thì đúng lúc này, một luồng thần thức mạnh mẽ đã khóa chặt gã lại tại chỗ. Cô gái váy tím. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, trước mặt hắn đột nhiên có một luồng hàn mang sắc lẻm bùng nổ, một khắc sau, có một bóng người liên tục thối lui mấy vạn trượng. Chính là sát thủ kia. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn tên sát thủ bị hắn chém bay kia, sau đó xoay người lại, kiếm Thanh Huyên được tra vào vỏ, cuối cùng hắn mới gảy ngón tay cái lên trên cán kiếm. Vèo. Theo tiếng kiếm vang lên, kiếm Thanh Huyên lao vút ra, tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã chém thẳng lên trên mũi tên kia. Ầm. Mũi tên đó bị kiếm Thanh Huyên chặn ngang lại thế tiến công, yên lặng trong chốc lát, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng chém nát được mũi tên, sau đó tiến quân thần tốc lao thẳng đến chỗ người đàn ông áo trắng kia. Xoẹt. Mảnh thời không nơi người đàn ông áo trắng đứng bị kiếm Thanh Huyên chém vỡ. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng lùi ra ngoài được hơn nghìn trượng. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên tối đi, tốc độ của tên này đã vượt qua phi kiếm của hắn rồi. Trong tình huống này, hắn rất khó tiếp cận được đối phương, càng khó giết chết được hắn ta. Có tốc độ như thế, căn bản là đã đứng ở thế bất bại. Như nghĩ đến điều gì đó, người nghịch hành đột nhiên nói, Diệp Huynh, chúng ta đổi đối thủ đi. Nói xong. Gã nhìn về phía người đàn ông áo trắng kia, để ta cầm chân hắn ta. Diệp Huyên nhìn cô gái váy tím, gật đầu, được. Hắn hiểu ý của người nghịch hành, tuy người nghịch hành cũng không thể giết được người đàn ông áo trắng kia, nhưng vẫn có thể cầm chân được hắn ta. Mà khi hắn sang đấu với cô gái váy tím này, nếu dùng kiếm Thanh Huyên thì rất có thể sẽ kết liễu được à. Cô gái váy tím này không có tốc độ nhanh như người đàn ông áo trắng. Mà một khi có ai đối đầu trực diện với Diệp Huyên, nếu xét cùng cấp bậc, chắc chắn hắn không có đối thủ, trừ khi đối phương có thể đỡ được kiếm Thanh Huyên.
Đúng lúc này, người nghịch hành đột nhiên biến mất, mục tiêu của gã chính là người đàn ông áo trắng kia. Mà Diệp Huyên cũng gần như biến mất cùng lúc, mục tiêu của hắn đã đổi thành cô gái váy tím. Phía xa, cô gái váy tím kia hơi nhíu mày lại, nhưng ả cũng không lùi bước, và tất nhiên là cũng không lùi được. Nhưng ả càng không chọn cách đối đầu trực tiếp với Diệp Huyên, bởi vì ả đã chứng kiến sự đáng sợ của kiếm Thanh Huyên, ả căn bản không thể chống lại thanh kiếm ấy. Cô gái váy tím chậm rãi nhắm hia mắt lại, chẳng mấy chốc, xung quanh ả đã xuất hiện một chiếc lồng ánh sáng màu tím, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã lao đến. Chiếc lồng ánh sáng kia rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số vết nứt hiện ra, cùng lúc đó, cô gái váy tím cũng bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém bay ra xa vạn trượng, lúc ả dừng lại được thì đã có một thanh kiếm đột nhiên lao tới. Chính là kiếm Thanh Huyên, cô gái váy tím híp mắt lại. Ả đột nhiên ép hai tay xuống dưới, thế là tức khắc sau, quanh thân ả lại xuất hiện một lồng ánh sáng màu tím khác. Kiếm đến. Ầm ầm. Lần này, chiếc lồng ánh sáng kia lập tức vỡ vụn, sức mạnh to lớn đã chấn bay cô gái váy tím ra xa mấy vạn trượng, mà khi ả còn chưa kịp dừng lại, Diệp Huyên đã tung thêm một chiêu kiếm đến. Trong mắt của cô gái áo tím co rụt lại, nếu ả không chặn lại được chiêu kiếm này, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Tại thời khắc mấu chốt đó, một luồng hàn mang bỗng xuất hiện trước mặt cô gái váy tím. Sát thủ kia lại ra tay. Luồng hàn mang kia chém mạnh lên kiếm Thanh Huyên. Hàn mang bị phá vụn, một con dao găm lập tức hiện ra rồi vỡ nát. Cùng lúc đó, cô gái váy tím đã bị chém bay ra ngoài hơn mấy vạn trượng, mà khi ả dừng lại, thân thể đã nứt ra, nhưng vẫn chưa nát, có điều máu tươi cũng đã chảy ròng ròng, toàn thân ả bây giờ chỉ có máu tanh chói mắt. Vẻ mặt của cô gái áo tím trở nên khó coi vô cùng. Mẹ kiếp! Tên này sau khi đổi kiếm cứ như đổi luôn người vậy. Cái quỷ gì thế này? Phía xa xa, người nghịch hành đang cầm chân người đàn ông áo trắng cũng phải nhíu mày lại, thanh kiếm kia của Diệp Huyên còn khủng bố hơn tưởng tượng của gã. Từ khi vừa nhìn thấy Diệp Huyên, gã đã để ý đến kiếm Thanh Huyên, đồng thời cũng cảm nhận được sự bất phàm của nó, bởi vậy gã vẫn luôn đề phòng thanh kiếm này. Nhưng gã không ngờ rằng, sau khi Diệp Huyên sử dụng kiếm Thanh Huyên thì thực lực lại có sự biến hóa long trời lở đất, đúng là quá biến thái. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái váy trắng đã nứt toác cơ thể kia, hắn đang định ra tay tiếp thì chợt, một tàn ảnh bỗng xuất hiện phía sau hắn, lại là tên sát thủ kia. Diệp Huyên lập tức xoay người chém xuống một kiếm, cứ như hắn biết tên sát thủ sẽ xuất hiện ở đó từ trước rồi vậy. Chiêu kiếm vừa hạ xuống. Thời không trước mặt hắn lập tức bị phá vụn, cùng lúc đó, một bóng đen bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém rơi vào trong một vực sâu thời không, mà khi Diệp Huyên đang muốn thừa thắng xông lên thì sát thủ kia đã biến mất không còn thấy đâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đối phương đã cách xa hắn rồi. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thật ra là nhờ vào tiểu tháp, nhưng bây giờ tiểu tháp đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, vậy nghĩa là đối phương đã cách rất xa hắn. Có điều chỉ cần gã ta xuất hiện trong phạm vi nghìn trượng xung quanh hắn thì tiểu tháp sẽ phát hiện ra ngay. Tất nhiên hắn cũng không dám ký thác toàn bộ hy vọng vào tiểu tháp, cái tháp này có khi còn đáng sợ và nguy hiểm hơn kẻ địch ấy chứ. Sát thủ không còn ở gần thì Diệp Huyên cũng dứt khoát không thèm bận tâm nữa, hắn quay đầu nhìn cô gái váy tím ở phía xa, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trở về trong tay hắn, mà đúng lúc này, thời không ở nơi xa xa đột nhiên vỡ ra, một khắc sau. Lại có thêm một người đàn ông bước ra. Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Huyên cau mày lại, hắn nhìn sang người nghịch hành này đã có vẻ mặt vô cùng khó coi, huynh biết à? Người nghịch hành gật đầu, hắn ta chính là Thiên Trần. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen kịt đi, lại thêm một siêu cấp yêu nghiệt nữa đến. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại ca ơi, huynh có bạn bè gì không? Người nghịch hành do dự một chút rồi đáp, có một. Diệp Huyên vội nói, mau mau gọi người ta tới giúp đi chứ. Người nghịch hành đáp, hắn tới rồi mà. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, ở đâu? Người nghịch hành nhìn Diệp Huyên, huynh đó. Diệp Huyên, là ta á hả? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, hắn đã không thể nói nên lời. Mẹ kiếp! Tên người nghịch hành này biết cách hãm hại người ta thật đấy. Người nghịch hành nhìn Thiên Trần ở đằng xa, sau đó nói, Diệp huynh,
bây giờ phải làm sao? Tuy rằng hai người đều là kỳ tài ngút trời, nhưng đối phương cũng không kém. Hơn nữa bây giờ còn thêm một thiên trần. Phải đánh thế nào? Người nghịch hành cũng thấy khó giải quyết. Lúc này, thiên trần đột nhiên nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, các ngươi là ai? Nghe vậy, Diệp Huyên và người nghịch hành đều sửng sốt, tên này không biết mấy người kia. Ở đằng xa, người đàn ông áo trắng nhìn thiên trần, không nói gì. Thiên trần im lặng một lúc rồi nhìn người nghịch hành, đi. Đi. Người nghịch hành do dự một lát rồi hỏi, thiên trần, ngươi sẽ không giở trò gì đấy chứ? Thiên trần nhìn người nghịch hành, ta không biết Bạch Chú Thành tìm bọn họ đến, chuyện này ta cũng không biết gì. Người nghịch hành nhìn thiên trần, ta tin ngươi. Bởi vì lúc trước khi gã bị đánh lén, thiên trần không ra tay nữa, nếu thiên trần mà ra tay thì có lẽ gã đã chẳng thể chạy thoát. Lúc này, người đàn ông áo trắng phía xa nhìn thiên trần, ngươi có biết mình đang làm gì không? Thiên trần nhìn người đàn ông áo trắng, khinh thường nói, ta làm gì, bản thân ta cũng không biết. Cần ngươi phải nhắc nhở. Người đàn ông áo trắng khẽ cau mày, Bạch Chú Thành của ngươi bỏ ra 6 tinh mạch thuê chúng ta giết người này, nhưng bây giờ ngươi lại giúp hắn, ngươi đã hỏi thành chủ Bạch Chú Thành của ngươi chưa? 6 tinh mạch. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên nhảy lên, hắn nhìn người nghịch hành bên cạnh với vẻ mặt kỳ lạ. Thấy sắc mặt Diệp Huyên. Người nghịch hành chợt sợ hãi, chết tiệt, không phải Diệp huynh coi trọng 6 tinh mạch đó đấy chứ. Ở đằng xa, thiên trần im lặng. 6 tinh mạch. Đây là một số tiền khổng lồ. Hiển nhiên Bạch Chú Thành đã hạ quyết tâm muốn loại bỏ người nghịch hành, một khi người nghịch hành bị giết thì Vĩnh Dạ Thành sẽ không còn vốn liếng để chống lại Bạch Chú Thành nữa. Yêu nghiệt cấp độ như người nghịch hành không chỉ có thể ảnh hưởng tình hình hiện tại, mà còn đại diện cho tình hình của tương lai. Lúc này, thời không không xa trước mặt thiên trần khẽ rung lên, giây tiếp theo một bóng mở bay ra. Người tới là thành chủ Mộ Hư của Bạch Chú Thành. Mộ Hư nhìn thiên trần, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta tiêu diệt Vĩnh Dạ Thành. Thiên trần khẽ lắc đầu, sư tôn, người không tin con sao? Mộ Hư thấp giọng thở dài, không phải sư tôn không tin con, chỉ là nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này thì chúng ta sẽ càng có nhiều người chết hơn nữa. Và lại. Bây giờ Vĩnh Dạ Thành lại có thêm một người. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên gia nhập Vĩnh Dạ Thành khiến cho Bạch Chú Thành càng thêm bị động. Vĩnh Dạ Thành hoàn toàn không vội, chỉ cần vững vàng phát triển là được, một khi Diệp Huyên và người nghịch hành trưởng thành, khi đó Bạch Chú Thành sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Vì thế bây giờ ông ta không thể không hành động, nhân lúc Diệp Huyên và người nghịch hành còn chưa hoàn toàn trưởng thành, sau đó tiêu diệt cả Vĩnh Dạ Thành. Mộ Hư lại nhìn thiên trần, ta biết con tâm khí cao ngạo, không muốn giết người nghịch hành bằng cách này, nhưng bây giờ, chuyện này có liên quan đến tương lai của Bạch Chú Thành, ta hy vọng con có thể suy xét tình hình toàn cục, hợp lực với đội lính đánh thuê thần ung tiêu diệt người nghịch hành và Diệp Huyên. Lính đánh thuê thần ung. Nghe vậy, Diệp Huyên không khỏi nhìn nhóm người đàn ông áo trắng phía xa, trong lòng hơi ngạc nhiên, hóa ra những người này là lính đánh thuê. Lính đánh thuê từ đâu ra vậy? Thực lực đúng là rất mạnh. Xa xa, thiên trần im lặng. Người nghịch hành ở bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, cười bảo, thì ra là đội lính đánh thuê thần ung. Đúng là thú vị, ha ha. Người đàn ông áo trắng khẽ cau mày, người biết chúng ta. Diệp Huyên cười, các ngươi biết ta là ai không? Hắn ta nhìn Diệp Huyên, hơi tò mò. Diệp Huyên cười đáp, ta là người đứng đầu của tất cả đội lính đánh thuê. Người đàn ông áo trắng nheo mắt, Giang Bạn. Diệp Huyên bật cười, ngươi lừa ta đấy à? Giang Bạn trở thành người đứng đầu khi nào? Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, im lặng. Thật ra Giang Bạn là người đứng thứ hai trong đội lính đánh thuê, sở dĩ hắn ta nói như vậy là để thử Diệp Huyên. Mà không ngờ Diệp Huyên lại biết Giang Bạn không phải người đứng đầu đội lính đánh thuê. Lẽ nào đối phương thật sự là người của đội lính đánh thuê? Nghĩ đến đây, hắn ta hơi nhíu mày. Nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông áo trắng, trong lòng Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, ngươi còn định lừa ta. Số người lão tử đã lừa còn nhiều hơn lượng cơm ngươi đã ăn, có lý nào lão tử lại cắn câu? Lúc này,
Mộ Hư chợt nói, hắn không phải người của các ngươi. Người đàn ông áo trắng nhìn Mộ Hư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hắn là người của Đại Ma Thiên Vực, không phải người của các ngươi. Diệp Huyên cười, nực cười. Mộ Hư nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng nói dối nữa, chúng ta biết rất rõ lai lịch của ngươi. Diệp Huyên bật cười ha hả, đúng là nực cười, các ông biết rõ lai lịch của ta. Vậy ông có thể nói về huyết mạch chi lực của ta không? Sắc mặt Mộ Hư hơi khó coi, đúng là ông ta thật sự không biết. Diệp Huyên lại giơ kiếm Thanh Huyên lên, vậy ông biết thanh kiếm này không? Nét mặt Mộ Hư lại càng thêm khó coi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, hắn ta đột nhiên lắc đầu, thành chủ Mộ Hư nói đúng, ngươi không phải người của chúng ta. Diệp Huyên hơi nheo mắt, không nói gì. Người đàn ông áo trắng lại nói, ngươi chỉ muốn dùng cái danh đội lính đánh thuê đứng đầu để hù dọa ta thôi. Vậy ngươi có biết ta có quen biết với đội trưởng đội lính đánh thuê đứng đầu không? Diệp Huyên cười, chúng ta không nói vấn đề này nữa, đổi chủ đề khác đi. Mục tiêu ban đầu của các ngươi chỉ là giết một mình người nghịch hành, nhưng bây giờ lại thêm ta nữa, chẳng lẽ các ngươi không thấy nên bảo Bạch Chú Thành thêm tiền sao? Nghe vậy, người đàn ông áo trắng hơi cau mày. Nhìn thành chủ Bạch Chú Thành Mộ Hư, đúng là phải thêm tiền. Nghe lời này của người đàn ông áo trắng, sắc mặt Mộ Hư lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thêm tiền. Để mời đội lính đánh thuê thần ung này, Bạch Chú Thành đã phải bỏ ra 6 tinh mạch. 6 tinh mạch không phải con số nhỏ, vì hiện tại trong Bạch Chú Thành cũng chỉ có hơn 10 tinh mạch, tương đương với việc đã bỏ ra một nửa. Lại thêm 6 tinh mạch nữa để giết Diệp Huyên. Nét mặt Mộ Hư khó coi đến cực điểm. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, trước khi đội lính đánh thuê thần ung các ngươi giết người sẽ điều tra thực lực của đối phương đúng chứ? Người áo trắng nhìn hắn ngẫm nghĩ, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, điều thứ nhất, thực lực của người nghịch hành chắc chắn hơi nằm ngoài dự đoán của các ngươi, đúng không? Người đàn ông áo trắng im lặng. Đúng là hơi nằm ngoài dự đoán. Diệp Huyên nói tiếp. Điều thứ hai, ta vốn không phải mục tiêu của các ngươi, nhưng bây giờ ta đã bị cuốn vào. Hơn nữa thực lực của ta cũng khiến các ngươi hơi bất ngờ, phải không? Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Diệp Huyên lại nói, thực lực nằm ngoài dự đoán, số người nằm ngoài dự đoán, sau đó lại chỉ đưa 6 tinh mạch. Nói đến đây, hắn nhìn Mộ Hư, trong mắt không che giấu sự khinh thường, ta cực kỳ khinh thường Bạch Chú Thành các ông. Dùng 6 tinh mạch để bảo người ta liều mạng với hai thiên tài tuyệt thế, các ông không biết ngượng à? Dù thế nào cũng phải đưa 20 tinh mạch chứ. Mộ Hư tức giận nói, Diệp Huyên, người bớt châm ngòi ly gián, dỡ trò hèn hạ đi. Diệp Huyên nhún vai, nhìn người đàn ông áo trắng, ta và người nghịch hành không đánh lại các người đông người, nhưng nếu hai người chúng ta liều mạng, các người dám đảm bảo có thể rút lui toàn thây không? Người đàn ông áo trắng im lặng. Diệp Huyên tiếp tục nói, một khi người của đội lính đánh thuê thần ung các ngươi bị tổn hại, lúc đó xếp hạng ở chỗ của các ngươi chắc chắn sẽ thay đổi, đúng không? Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, miệng của ngươi còn sắc hơn cả kiếm của ngươi. Nói rồi hắn ta xòe lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay tới trước mặt Mộ Hư ở nơi xa, đây là tiền đặt cọc mà Mộ Hư thành chủ đưa cho chúng ta lúc trước, bây giờ trả lại cho thành chủ Mộ Hư, chúng ta không nhận công việc này nữa. Hoặc là Mộ Hư thành chủ tăng giá, nếu có thể tăng đến 20 tinh mạch thì chúng ta sẵn sàng nhận việc này, giết hai người họ. Sắc mặt Mộ Hư thành chủ hơi khó coi, Bạch Y, các ngươi nâng giá vô lý như vậy chẳng lẽ không sợ mất danh tiếng? Bạch Y lắc đầu, không phải chúng ta nâng giá vô lý, mà là tình báo Mộ Hư thành chủ đưa cho chúng ta có sai sót, không nói tới thực lực của người nghịch hành, trong tình báo các ông đưa cho chúng ta không hề có kiếm tu này, mà bây giờ kiếm tu này lại xuất hiện. Mộ Hư trầm giọng, ta chỉ cần các ngươi giết người nghịch hành, không cần các ngươi giết kiếm tu kia. Kiếm tu này ra tay là chuyện các ngươi phải tự giải quyết, không phải sao? Bạch Y nhìn Mộ Hư, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, các ông ngăn cản những cường giả khác của Vĩnh Dạ Thành, mà kiếm tu này cũng là người của Vĩnh Dạ Thành, nếu ông có thể ngăn được hắn thì chúng ta sẽ giết người nghịch hành này. Nhưng các ông không ngăn cản hắn. Mộ Hư hơi tức giận. Thỏa thuận ban đầu của chúng ta là Bạch Chú Thành ngăn cản cường giả hóa tự tại trong Vĩnh Dạ Thành, nhưng kiếm tu này không phải hóa tự tại.
Diệp Huyên đột nhiên nói, nhưng ta có thực lực của cường giả hóa tự tại. Ngộ Hư thành chủ, ông cũng là nhân vật chí dũng kiệt xuất một phương mà lại chơi chữ thế này, hơi quá đáng đấy nhé. Quá đáng. Ngộ Hư nhìn Diệp Huyên, phẫn nộ quát, ngươi có thể im đi được không? Diệp Huyên chớp mắt, không thể. Ngộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt như kiếm. Lúc này, người đàn ông áo trắng phía xa lên tiếng, Ngộ Hư thành chủ, tuy người này không phải hóa tự tại, nhưng lại có thực lực hóa tự tại. Bây giờ chỉ có hai cách, một là ông tăng tiền, hai là hủy bỏ thỏa thuận, ông tự chọn đi. Ngộ Hư im lặng. Thêm tiền. 20 tinh mạch. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngộ Hư chợt trở nên khó coi cùng cực. Lúc này, Diệp Huyên lại nhìn người đàn ông áo trắng, bây giờ các ngươi có nhận việc không? Bạch Hy nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, thế này, các ngươi giúp chúng ta giết Ngộ Hư thành chủ, chúng ta trả các ngươi 6 tinh mạch, mà chúng ta cũng sẽ ngăn lại toàn bộ cường giả hóa tự tại trong Bạch Chú Thành cho các ngươi. Không chỉ vậy, Vĩnh Dạ Thành ta còn có thể giúp các ngươi cùng ra tay, chỉ cần giết chết ông ta, 6 tinh mạch sẽ thuộc về các ngươi. Có nhận việc này không? Nghe vậy, Ngộ Hư biến sắc. Không thể không nói. Lúc này Ngộ Hư thật sự hơi hoảng hốt. Một khi nhóm người áo Bạch Hy thật sự nhận nhiệm vụ này, Bạch Chú Thành sẽ gặp nguy hiểm. Vì nếu bọn họ nhận nhiệm vụ, chắc chắn Vĩnh Dạ Thành sẽ tấn công Bạch Chú Thành, khi đó, sao Bạch Chú Thành có thể ngăn cản những người trước mắt được? Lúc này, Bạch Hy ở phía xa lại lắc đầu, chúng ta từ chối. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Bạch Hy nhìn Diệp Huyên, chúng ta không nhận nhiệm vụ nhằm vào người thuê trước. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Không nhận nhiệm vụ nhằm vào người thuê trước. Từ bỏ một nhiệm vụ không phải là chuyện mất mặt gì, cũng không làm trái với nguyên tắc của mấy người họ. Nhưng nếu sau khi từ bỏ lại nhằm vào người thuê bọn họ làm nhiệm vụ đó, thì Thần Ung sẽ mất hết tiếng tăm. Sau này ai dám đến thuê bọn họ nữa? Thấy mấy người Bạch Hy rời đi. Ngộ Hư ở bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn Bạch Hy, ta đồng ý với điều kiện của ngươi khi nãy. Bạch Chú Thành ta sẵn lòng bỏ ra 20 tinh mạch để giết chết hai người này. Nghe vậy, Bạch Hy dừng bước. Diệp Huyên ở bên cạnh nheo mắt, mẹ kiếp, Ngộ Hư này điên rồi à. Bạch Hy ở phía xa quay đầu nhìn về phía Ngộ Hư trầm giọng nói, Bạch Hy. Bạch Chú Thành ta đồng ý trả 20 tinh mạch. Nhưng Bạch Hy lại lắc đầu, muộn rồi. Thần Ung chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này. Ngộ Hư sửng sốt, sau đó trầm giọng hỏi, tại sao? Bạch Hy nhìn Ngộ Hư, không trả lời vấn đề này, hắn ta xoay người dẫn theo nhóm lính đánh thuê của Thần Ung biến mất ở cuối tinh không. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngộ Hư vô cùng khó coi. Người nghịch hành ở bên cạnh chợt nói, đám người này từ đâu đến vậy? Diệp Huyên cười đáp, trở về hỏi thử Hàn Giang thành thủ xem sao. Dứt lời, hắn nhìn Ngộ Hư, đánh nhau thì đánh nhau, còn đi gọi người, đúng là hèn hạ vô sỉ. Ngộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Trần, ngón tay cái cầm lấy chuôi kiếm, hắn đứng im một lát, cuối cùng cũng không ra tay. Diệp Huyên và người nghịch hành xoay người rời đi. Phía xa, Thiên Trần đứng im một lát rồi cũng rời đi. Diệp Huyên và người nghịch hành trở lại Vĩnh Dạ Thành, trong đại điện, sắc mặt Hàn Giang vô cùng u ám, không ngờ Bạch Chú Thành này lại tìm đến người của nơi đó. Diệp Huyên hơi tò mò, rốt cuộc nhóm lính đánh thuê Thần Ung kia đến từ nơi nào. Hàn Giang trầm giọng nói, lục giới. Diệp Huyên nhíu mày, lục giới. Hàn Giang gật đầu, nét mặt hơi nặng nề, đó là một nơi rất đáng sợ, cách chúng ta rất xa, chúng ta muốn đi đến chỗ của bọn họ thì chỉ có cường giả hóa tự tại mới có thể làm được, vì phải xuyên qua vô số bão táp thời không. Dù là cường giả hóa tự tại cũng sẽ gặp nguy hiểm, ta đã đi qua những bão táp thời không kia rồi, thật sự rất đáng sợ, chỉ cần sơ suất thì thần hồn sẽ bị đánh tan. Diệp Huyên trầm giọng nói, mấy người nhóm Bạch Hy khi nãy là tồn tại thế nào? Đừng nói chỉ là một nhóm người yếu nhất ở thế giới đó nhé. Hàn Giang lắc đầu, không thể nào. Ở bên đó, bọn họ cũng có thể xem như yêu nghiệt và cường giả hàng đầu, cường giả hóa tự tại ở bên kia nhiều hơn bên này, nhưng vẫn chưa đến mức đông như kiến,
có điều cường giả ở chỗ bọn họ lại chất lượng hơn chỗ chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta đề nghị chúng ta lập tức khai chiến với Bạch Chú Thành. Khai chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 184.